Chương 11 Thánh Elizabeth 4 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 11 Thánh Elizabeth 4 kiều trị nói xong xoay người, phong độ nhẹ nhàng đi. Các bệnh nhân cũng đều rời đi cái ghế, thật thà xếp thành một đội đi lên phía trước. Dư tiếu ba người đi tại phía sau cùng, Chu tiểu trân nhìn qua kiều trị biến mất phương hướng xuất thần, nàng nhỏ giọng nói. Kỳ thật cái này kiều trị thật đẹp trai, giống ta thích hấp huyết quỷ. Các ngươi nói, hắn là người sao? Ngươi cứ nói đi. Triệu Lam tâm mệt mỏi nói, phía trước nghe xong tất cả bệnh nhân trải qua, ngươi sẽ còn cảm thấy nơi này có người sống sao? Đi thôi, đuổi theo bọn hắn. Dư Tiếu gọi người hai người đuổi theo đội ngũ. Bệnh viện ánh đèn phi thường lờ mờ, lối đi nhỏ cũng không rộng rãi, 13 cái bệnh nhân xếp thành một đội chậm rãi đi tại trong lối đi nhỏ trên đường đi không có gặp được một cái nhân viên y tế. Dư tiếu tại bệnh viện số 4 trong diễn đàn đồng thời không nhìn thấy liên quan tới Thánh Elia thần bệnh viện có quan hệ nội dung. Đây là các nàng ba cái lần thứ nhất tiến vào trị liệu phó bản, không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể nói, thậm chí các nàng đến bây giờ cũng không biết rời đi nơi này biện pháp. Xếp tại dư tiếu trước mặt là cái kia ghim song đuôi ngựa tiểu nữ hài, nàng gọi xảo xảo, theo nàng phát biểu có thể biết nói, nàng là bị trọng nam khinh nữ bà nội thúc đẩy trong sông chết đuối. Dư tiếu nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu nữ hài bả vai. Xảo xảo đờ đẫn quay đầu, nhìn thấy trên bả vai mình con kia trắng nõn thon dài tay, dư tiếu lời nói còn tại trong tai. Liền giống bị ném vào nước chắc trong nồi lửa nhỏ chậm nấu ba ngày ba đêm một dạng. Xảo xảo nuốt ngụm nước miếng, ngẩng đầu khát vọng nhìn xem dư tiếu, tỷ tỷ, ngươi hảo hương a. À. Dư Tiếu gạt ra một cái nụ cười, hỏi. Ngươi tới đây nhi bao lâu? Xảo xảo ánh mắt có chút mờ mịt, nàng nghiêng đầu bắt đầu tách ra ngón tay, tách ra nửa ngày, nàng nói. Nhớ không rõ, thật giống có hơn 40 năm. Khá lắm, nói cách khác tòa này không có một cái nào người sống bệnh viện chí ít tồn tại 40 năm. Nàng bất động thanh sắc, tiếp tục hỏi. Vậy ngươi tới đây lâu như vậy, có hay không ai từ nơi này rời đi? có a à. xảo xảo nhìn qua dư tiếu liếm liếm khóe miệng thường xuyên có tượng tỷ tỷ dạng này nghe thơm quá người vào đây bất quá bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ không thấy tỷ tỷ ngươi cũng sẽ không thấy sao ta không biết dư tiếu cái này thực sự nói thật nàng hỏi lại vậy thì có cái gì biện pháp có thể rời đi nơi này sao tại sao phải rời đi xảo xảo trong đôi mắt thật to tràn đầy nghi hoặc trị hết bệnh liền có thể xuất viện nha vậy như thế nào mới có thể trị hảo bệnh đâu? Lần này xảo xảo nhìn nàng ánh mắt cuối cùng không khát vọng, nàng phản phất nhìn một kẻ ngu ngốc đồng dạng nhìn xem dư tiếu, nếu tôi là biết, ta sẽ còn ở chỗ này sao? Dư tiếu. Nói cũng đúng. Dư tiếu không còn nói vòng vo, sau lưng triệu lam nói. Những bệnh nhân kia nhìn ngốc, lại không phải thật ngốc. Chúng ta phải cẩn thận một điểm, ngàn vạn không thể để cho bọn hắn biết chúng ta là người sống. Phía sau nhất Chu Tiểu Trân hì hà hì hụt mang theo mặt trượt hộp, đồng ý nói. Đúng vậy a, à, nơi này quỷ nhiều như vậy, ta có mặt trượt cũng chịu không được a, à, tiếu tỷ bùa chú của ngươi đủ sao? Nguyên bản ta coi là xong. Dư tiếu phát sầu nhìn một cái trước mặt 10 cái đầu, khả ta cũng không nghĩ tới cái thứ nhất trị liệu phó bản liền có thể gặp được nhiều như vậy quỷ. Phải nghĩ biện pháp biết đến cùng như thế nào mới có thể rời đi. Triệu Lam nói khi xảo xảo không phải nói nha. Chu Tiểu Trân. Trị hết bệnh liền có thể đi ra. Triệu Lam. Khi như thế nào mới có thể đem trị hết bệnh? Chu Tiểu Trân. Ta đây chỗ nào biết? Có một người khẳng định biết. Dư Tiếu nói. Triệu Lam cùng Chu Tiểu Trân đồng thời kinh hô, ai? Xuyệt. Dư Tiếu khoát tay nhắc nhở các nàng đừng quá lớn tiếng, sau đó nhỏ giọng nói. Kiều Trị lần này hai người không kinh hô, sửa trừng mắt. Chu Tiểu Trân gấp lông mi đều nhanh dán lên trên mí mắt, tiếu tỷ, cái này lại chẳng hưng nói đùa a, à. ta thừa nhận ta là nói qua kiều trị hắn có như vậy mấy phần tư sắc, nhưng hắn rất rõ ràng không phải người, tìm hắn cùng tự tìm cái chết khác nhau ở chỗ nào. Triệu Lam thì nhớ tới kiều trị nhìn nàng cái ánh mắt kia, cho tới bây giờ nàng y nguyên có chút sợ hãi, nếu không thì chúng ta vẫn là ngẫm lại những biện pháp khác đi dư tiếu không hiểu các nàng vì cái gì khẩn trương như vậy rất kỳ quái nhìn các nàng nhìn một cái các ngươi như thế sợ hãi làm cái gì bác sĩ chủ trị có nghĩa vụ đem phương án trị liệu cáo tri bệnh nhân đội ngũ tại phía trước rẽ phải chính là uống thuốc địa phương một cái phía sau cửa sổ đứng đấy một cái làn da ảm đạm quần áo cũng ảm đạm động tác cứng ngắc ánh mắt không có chút nào sinh khí y tá trước mặt nàng trên khay trưng bày hai hàng tiểu chén giấy bên trái chén giấy bên trong là hai hạt viên con nhộng bên phải chén giấy bên trong là nước sạch các bệnh nhân xếp hàng đi cửa sổ y tá đưa cho mỗi người một chén nước sạch một chén viên con nhộng sau đó bệnh nhân tại chỗ đem thuốc uống xuống dưới về sau mở miệng le lưỡi biểu thị hắn đã đem thuốc uống đi xuống may mắn rằng dư tiếu bọn hắn hàng phía sau cùng không may sớm muộn đều sẽ đến phiên các nàng làm sao bây giờ chu tiểu trân dùng hai ngón tay nắm vuốt triệu lam đường vân quần áo bệnh nhân thật muốn ăn cái kia sao đương nhiên không có khả năng trời mới biết đây là thuốc gì trời mới biết ăn về sau sẽ phát sinh cái gì dư tiếu hướng bên trái lối đi nhỏ nhìn lại đứng bên cạnh ba cái như tượng gỗ y tá nàng hướng bên phải nhìn lại cũng đứng đấy ba người y tá nàng nhìn một chút chính mình cánh tay nhỏ bắp chân cảm thấy đánh không lại mà lại coi như đánh thắng được chỉ cần không thể trốn ra ngoài sớm muộn cũng phải bị nắm lấy còn nắm lấy sau sẽ phát sinh cái gì dư tiếu không muốn suy nghĩ mắt thấy người phía trước càng ngày càng ít ba người vô kế khả thi thẳng đến phía trước chỉ còn hai người thời điểm dư tiếu biết không thể lại do dự nàng đối hai người vẫy tay một cái nói đi nói xong nàng liền rời đi đội ngũ kia sáu cái đứng tại hai bên y tá lập tức động các nàng song song lấy hướng phía ba người vây quanh dư tiếu rõ ràng thấy rõ các nàng huyết hồng bờ môi khô quắt làn da thậm chí ngửi thấy trên người các nàng kỳ quái hương vị dư tiếu ngăn ở chu tiểu trân cùng triệu lam trước người lớn tiếng nói chúng ta muốn gặp kiều trị bác sĩ ai biết sáu người y tá không phản ứng chút nào y nguyên song song chậm chạp tới gần ba người liên tiếp lui về phía sau chu tiểu trân trốn ở dư tiếu sau lưng lên án các nàng các ngươi làm cái gì gặp bác sĩ đều không được các ngươi đây là xâm phạm bệnh nhân cơ bản quyền lợi ôi đừng đẩy ta sức lực làm sao như thế đại a à? ba người lại bị đẩy trở về đội ngũ phía sau cùng làm sao bây giờ chu tiểu trân đều nhanh gấp khóc triệu lam cắn răng một cái dậm chân một cái chờ một lúc ta ngăn lại các nàng các ngươi chạy ô ô ô chị lam ngươi làm sao ngăn được Chu Tiểu Trân ôm mặt trượt hộp, hai chúng ta cùng nhau đi, Tiếu Tỷ chạy nhanh lên, không cần quản chúng ta, nhất định phải thay thế chúng ta hảo hảo sống sót ô ô ô ô. Chính khóc đâu, xảo xảo quay đầu lại. Nàng mở to một đôi vừa chết lặng lại ngay thơ mắt to nhìn xem Dư Tiếu, Tỷ Tỷ, ngươi không muốn ăn thuốc sao? Dư Tiếu lập tức nói. Đúng, ngươi có biện pháp không? Xảo xảo ngậm lấy ngón trỏ, khát vọng nhìn xem Dư Tiếu tay, Ngụm nước theo khóe miệng chảy xuống. Dư tiếu xem hiểu nàng ý tứ, cắn răng một cái, nói. Chỉ cần ngươi có thế để cho chúng ta không cần ăn thuốc, ta liền cho ngươi một cái tay. Xảo xảo trong nháy mắt hai mắt phát sáng, vui vẻ khóe miệng liệt đến gốc tai, là thật đã nứt ra nha. Chỉ thấy nàng trong túi móc a móc, rút nửa ngày. Cuối cùng móc ra ba cây khô sát biến thành màu đen ngón tay. Ngón tay đứt kể cao thấp không đều, tựa như là bị thứ gì cắn xuống tới một dạng dư tiếu nhìn muốn ói trong lòng thẳng phạm buồn nôn lúc này xếp tới xảo 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 lanh lợi đi qua nhóm chân lên tiếp nhận y tá đưa tới nước sạch cùng viên con nhộng vui vẻ nuốt vào sau đó nàng đem ba cái kia ngón tay đưa cho y tá trở tay chỉ chỉ dư tiếu ba người ảm đạm y tá đem ngón tay cầm ở trong tay tiến đến trước mũi ngửi ngửi sau đó lộ ra hài lòng thần sắc huyết hồng bờ môi tuét ra một cái cứng ngắc nụ cười. cúi đầu đem khay thu thập một chút, nhìn cũng không nhìn dư tiếu ba người, xoay người đi. Dư tiếu đột nhiên cảm giác được chính mình khả năng là một cái thiệt thòi bản mua bán, rõ ràng là ba ngón tay liền có thể giải quyết sự tình, nàng lại bỏ ra một cái tay đại giới. Thua thiệt lớn. Các bệnh nhân uống thuốc xong đều hướng đi trở về, trên mặt bàn rõ ràng có bánh mì hoa quả nhưng không có ai nhìn một cái. Dư tiếu chính suy nghĩ tiếp xuống nên làm như thế nào, bỗng nhiên cảm giác tay áo bị kéo thoáng cái. Nàng cúi đầu chỉ thấy xảo xảo một mặt mong đợi nhìn xem nàng, khóe miệng nguồn nước đã chảy tới trên cổ. Dư tiếu im lặng. Thật có lỗi. Dư tiếu ấy nấy mà nói. Ta hiện tại không thể đem tay cho ngươi. Xảo xảo nháy một cái con mắt, sau đó ánh mắt hung hăng, miệng vỡ ra đến bên tai, lộ ra miệng đầy lại tỉ mỉ lại nhọn răng. Chu Tiểu Trân hô hấp trì trệ, trong lòng tự nhủ ta còn có thể bị một tên tiểu quỷ khi dễ. Nàng đối Dư Tiếu nói. Tiếu tỷ, chúng ta dùng mạch trượt đi. Dư Tiếu lắc đầu, ngồi sổng xuống đối xảo xảo nói. Tỷ tỷ lập tức sẽ đi gặp kiều trị bác sĩ, ngươi nói hắn nhìn thấy ta về sau phát hiện ta thiếu một một tay, hắn sẽ như thế nào đâu. Xảo xảo mặt mũi tràn đầy không quan tâm, y nguyên lôi kéo Dư Tiếu tay áo dư tiếu giơ tay lên vốn định sờ một cái đầu của nàng nhìn lên tóc nàng dầu mỡ thật giống chưa từng có tẩy qua thế là yên lặng đưa tay buông xuống xảo xảo a dư tiếu ngữ khí dịu dàng ta biết kiều trị bác sĩ sẽ không quản ngươi ăn cái gì nhưng là nếu như ta đi gặp kiều trị bác sĩ hắn hỏi ta tay làm sao không thấy ta nói đưa cho xảo xảo hắn lại hỏi tại sao phải nắm tay đưa cho xảo xảo ta nói bởi vì nàng giúp chúng ta đón mua y tá để chúng ta có thể không cần ăn thuốc. Xảo xảo sợ hãi mở to hai mắt nhìn, tự hồ phi thường sợ hãi kiều trị biết chuyện này, nhưng là lại chân thực không nở thơm ngào ngạt tay. Nàng ngậm lấy ngón tay chảy ngụm nước, rất chân thành rất nghiêm túc suy tư một hồi, buông ra dư tiếu tay áo. Trở về cho ta. Xảo xảo dùng tay áo lau đi ngụm nước, chờ lấy ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Lại một cái người bị hại xuất hiện chương 12 Thánh Elizabeth 5 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 12 Thánh Elizabeth năm dư tiếu mỉm cười, đã không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Nàng khẽ ngẩng đầu nhìn về phía trước lối đi nhỏ, như vậy kiều trị bác sĩ ở nơi nào đâu. Kiều trị phòng làm việc của thầy thuốc tại cuối hành lang, dư tiếu để triệu lam cùng chu tiểu trân trừ bệnh phòng nhìn tình huống, nàng một người đi tìm kiều trị. Trên đường đi nàng trải qua rất nhiều phòng bệnh, trong phòng bệnh đèn đều lóe lên, hiển nhiên bên trong đều có bệnh nhân. Nhưng kỳ quái rằng, ngoại trừ nàng hôm nay nhìn thấy kia 10 cái bệnh nhân, nàng đồng thời không có trông thấy bất luận cái gì bệnh nhân. Chẳng lẽ những bệnh nhân khác đều là tử trạch, vẫn là nói những bệnh nhân khác không cần đi ra trị liệu. Mang theo nghi ngờ trong lòng dư tiếu đi tới cuối hành lang, nơi đó chỉ có một cánh cửa, trên bản hiệu viết phòng thầy thuốc làm việc dư tiếu đi qua gõ cửa một cái đợi một phút trái phải nàng không có chờ đến bất kỳ đáp lại trong văn phòng yên tĩnh không biết có người hay không tại thế là dư tiếu một lần nữa gõ cửa một mực gõ cửa kiếp nha cửa mở dư tiếu đứng tại cửa ra vào chính đối trong phòng làm việc bàn làm việc phía sau bàn làm việc ngồi mặt không thay đổi là kiều trị trong văn phòng chỉ có kiều trị một cái mà hắn ngồi đang làm việc sau cái bàn cửa lại tự động mở ra. Dư tiếu nở nụ cười, ngươi hảo nha kiều trị bác sĩ, ta có chuyện tìm ngài. Kiều trị biểu cảm tự hồ không thế nào muốn nhìn gặp nàng, nhưng vẫn là rất lễ phép nói. Mời đến. Dư tiếu đi vào, cách bàn làm việc đứng tại kiều trị trước mặt, kiều trị bác sĩ, ta có thế ngồi xuống nói sao? Đương nhiên có thể, nữ sĩ. Kiều trị ra hiệu nàng có thể ngồi ở bên phải trên ghế. Dư tiếu đi tới, sau đó kéo lấy cái ghế đi trở về. Cái ghế bị kéo được, cùng sàn nhà ma sát phát ra chói tai thanh âm. Cuối cùng Dư Tiếu đoan đoan chính chính ngồi ở kiều trị chính đối diện, đối với hắn lộ ra nụ cười sáng lạng. "Bác sĩ, ta tới tìm ngươi là có một vấn đề mong muốn hỏi ngài." Dư Tiếu nói ngay vào điểm chính. "Ta như thế nào mới có thể ra viện?" Kiều trị đẩy kính mắt, nói, "Nữ sĩ, chỉ có bệnh tình khỏi hẳn mới có thể ra viện." dư tiếu như thế nào mới tính bệnh tình khỏi hẳn đâu khỏi hẳn tiêu chuẩn là bởi ngài để phán đoán sao kiều trị im lặng một lát sau hắn nói khỏi hẳn tiêu chuẩn là từ viện trưởng chế định chỉ có viện trưởng phán đoán ngài đã khỏi hẳn mà còn tại xuất viện trên báo cáo con dấu ngài mới có thể xuất viện vậy như thế nào mới có thể nhìn thấy viện trưởng đâu dư tiếu đoán đúng thân là bác sĩ kiều trị quả nhiên không thể đối với bệnh nhân giấu giếm cơ bản tin tức viện trưởng a kiều trị bỗng nhiên cười khẽ một tiếng ngay cả ta cũng không gặp được đâu dư tiếu giật mình trong lòng hỏi vì cái gì viện trưởng không ở trong bệnh viện sao viện trưởng đương nhiên tại trong bệnh viện kiều trị nụ cười cười trên nỗi đau của người khác dậy nhưng là viện trưởng rất quái gở không phải ai muốn gặp liền có thể nhìn thấy trừ phi hắn chủ động tới tìm ngươi cám ơn ngài nói cho ta biết nhiều như vậy dư tiếu đứng lên rất lễ phép nói lời cảm tạ ta sẽ không quấy rầy ngài kiều trị nhìn xem nàng quay người rất chờ mong nghĩ nàng sẽ làm thế nào đâu đợi nàng nhìn thấy viện trưởng sau hy vọng phá diệt sẽ là biểu tình gì đâu nhân loại tuyệt vọng linh hồn thật sự là vị ngon nhất đúng rồi dư tiếu bỗng nhiên quay đầu Kiều trị thậm chí không kịp thu hồi tham lam biểu cảm. Kiều trị bác sĩ. Dư tiếu cầm trong tay điện thoại, ta có thể lưu ngài một chiếc điện thoại sao? Chủ yếu là vì để cho ngài có thể kịp thời hiểu rõ bệnh tình của ta, trợ giúp ngài tốt hơn làm việc, xúc tiến y mắt quan hệ càng thêm hài hòa. Bệnh viện trong lối đi nhỏ trống rỗng, dư tiếu từ bác sĩ trong văn phòng sau khi ra ngoài liền phạm vào khó, bởi vì nàng không biết phòng bệnh của nàng ở nơi nào. Một đường đi qua, mỗi một ở giữa phòng bệnh đều đèn sáng, mỗi một ở giữa phòng bệnh đều giống nhau như đúc. Nàng tại trống rỗng trong lối đi nhỏ đi tới đi lui, thậm chí nghĩ tới muốn hay không hét lớn một tiếng để chị Lam đi ra tiếp nàng. Có điều phương pháp này bị nàng từ bỏ, ai biết la to sẽ dẫn tới thứ gì. Nàng đưa tay trong túi sờ lên, trong lòng có một chút lực lượng, thế là không chút do dự đẩy ra bên trái một cánh cửa. Cùng cục khóa cửa phát ra rất nhỏ tiếng vang, cửa bị đẩy ra. Trong phòng bệnh màu da cam ánh đèn thấu đi ra, dư tiếu đứng tại cửa ra vào, nàng trông thấy trong phòng bệnh, trước giường chỉnh chỉnh tề tề đứng đấy 10 cái ăn mặc quần áo bệnh nhân người. Mỗi người đều không nhúc nhích đứng đấy, biểu cảm của một tia không thay đổi, ngốc trệ tĩnh mịch. Ngay trong bọn họ có nam có nữ trẻ có già có, lại tượng tư thế hành quân đồng dạng đứng tại trong phòng bệnh. Một màn này dư tiếu thấy rùng mình, đang muốn đóng cửa bên người đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh màu trắng ngươi đang làm cái gì dư tiếu giật nảy mình phát hiện là người y tá nàng vội vàng đóng cửa lại lui lại hai bước cách đối phương xa một chút ta tìm không thấy phòng bệnh của ta triệu lam cùng chu tiểu trân trở lại phòng bệnh sau mới ý thức tới vấn đề này tiếu tiếu trở về tìm không thấy phòng bệnh làm sao bây giờ được cái các nàng không đợi bao lâu dư tiếu liền trở lại cửa phòng bệnh bị đẩy ra Dư Tiếu đứng tại cửa ra vào sông y tá vất tay, cảm ơn ngươi tiễn ta về nhà tới. Tiếu Tiếu, Tiếu Tỷ, nàng bình yên trở về, hai người kích động không thôi. Nhưng mà có người so với các nàng càng kích động, xảo xảo nhảy xuống giường, thật nhanh chạy đến Dư Tiếu bên người, dắt nàng tay áo. Nàng ngẩng đầu lên, vô cùng khát vọng nhìn qua Dư Tiếu, ngụm nước càng tràn lan. Dư Tiếu khó xử nhìn xem nàng, xảo xảo, thật xin lỗi, ta hiện tại không thể đem tay cho ngươi. Lời kia vừa thốt ra xảo xảo biểu cảm lúc ấy liền thay đổi, ngươi đổi ý rồi. Chu Tiểu Trân nhìn xem sốt ruột, trong lòng tự nhủ cái này Tiểu Thí hài là bỏ hung đi xa nhà, tìm thỉ A, nàng khoanh hai tay, đứng tại dư tiếu bên người, nguy hiểm nhìn xem xảo xảo, tiếu tỷ, muốn ta đi lấy mặt trượt sao? Ta cũng không muốn. Dư tiếu cắn môi một cái, nhưng là kiều trị hắn không nguyện ý ta như vậy. Xảo xảo. Ta vừa rồi đi tìm kiều trị, hắn rất quan tâm ta, để cho ta tại hắn trong văn phòng nhiều ngồi một hồi. Nhưng là ta cảm thấy dạng này không tốt lắm, liền muốn trở về. Hắn không yên lòng, để một vị y tá tiếu tỷ tỷ tiễn ta về nhà tới. Dư tiếu mang trên mặt không đè nén được ngượng ngùng, cứ như vậy hắn vẫn là không yên lòng, cho ta mã số của hắn, để cho ta có việc liền gọi điện thoại cho hắn. Xảo xảo triệu lam cùng chu tiểu trân thế nhưng là ta đã đáp ứng ngươi dư tiếu nói cắn răng một cái đối xảo xảo nói ngươi yên tâm ta không phải loại kia nói không giữ lời người ta cái này cho kiều trị gọi điện thoại nói cho hắn biết quyết định của ta hắn sẽ ủng hộ ta hắn nhất định sẽ không tìm làm phiền ngươi nói xong nàng ngay tại xảo xảo trong ánh mắt đờ đẫn bấm cái số kia cú điện thoại này rất nhanh liền bấm trong điện thoại truyền ra kiều trị thanh âm, ngươi là ai? Kiều trị, là ta à? Dư tiếu ngọt ngào nói. Có chuyện ta muốn. Ba. Xảo xảo một cái cầm điện thoại cuối cùng, nhìn chồng chọc vào dư tiếu, liều mạng lắc đầu, đều nhanh lắc ra khỏi tàn ảnh tới. Dư tiếu xông nàng trấn an cười một tiếng, sau đó đem điện thoại theo xảo xảo trong tay rút ra, đối điện thoại nói. Nha, hiện tại không sao ngủ ngon nha sau đó thật nhanh cúp điện thoại sau khi cúp điện thoại nàng một mặt vô tội nhìn xem xảo 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 ngươi làm cái gì vậy xảo xảo nhìn xem nàng nàng cũng nhìn xem xảo xảo tương đối không nói gì sau đó xảo xảo rơi lệ chạy vội nàng khóc té nhào vào trên giường thân thể nho nhỏ vừa rút vừa rút xem ra thật là thương tâm hỏng xảo xảo nàng đây là thế nào dư tiếu nháy nháy mắt không biết còn tưởng rằng ai khi dễ tiểu hài nữa nha. Chu Tiểu Trân khiếp sợ nhìn qua nàng, người đem kiều trị đoạt tới tay rồi. Dư Tiếu nhìn xem nàng chấn kinh lại dáng vẻ hưng phấn, bó tay rồi. Đây là một gian rất lớn phòng bệnh, bên trong song song trưng bày 13 tấm giường bệnh, nam nữ hỗn ở cùng một chỗ. Mỗi người giường ngủ bên trên đều có danh tự, đây là kiều trị bác sĩ an bài vị trí, ai cũng không thể tự tiện thay đổi giường ngủ dư tiếu giường ngủ ở cạnh cửa bên này tấm thứ ba chu tiểu trân là tờ thứ tư triệu lam giường ngủ là bên trong nhất dựa vào tường tấm kia lúc này ngoại trừ còn tại khóc xảo xảo những bệnh nhân khác đều đã nằm ở trên giường đều nhắm mắt lại cũng không biết có phải là thật hay không ngủ thiếp đi ba người tụ tại bên trong nhất triệu lam trên giường nói chuyện triệu lam nhìn xem những cái kia nằm ở trên giường không nhúc nhích bệnh nhân nói vừa về đến cứ như vậy chúng ta lúc đầu muốn đi ra ngoài tìm ngươi, nhưng là y tá không nhường ra cửa. Dư tiếu cũng đem mình hiểu rõ tình huống đều nói cho hai người, trước mắt xem ra, chúng ta muốn đi ra ngoài nhất định phải tìm tới viện trưởng. Thế nhưng là ngay cả kiều trị đều không gặp được viện trưởng. Triệu Lam lưng tựa gốc tường nhìn về phía bốn phía, mà lại ta cảm thấy cái này trong bệnh viện chân chính nguy hiểm còn chưa có xuất hiện, giường của chúng ta vị cũng không phải tùy tiện an bài bên ngoài bây giờ có y tá trông coi. Dư Tiếu nói, chúng ta trước đi ngủ, tìm tới cơ hội lại đi ra tìm manh mối. Ba người trở lại riêng phần mình nằm trên giường, nơi này giường có cổ mùi lạ, giống như là bị ẩm, lại giống là thả thời gian rất lâu không có tẩy hương vị. Nằm ở trên giường, chấp mũi quanh quẩn lấy thứ mùi này Dư Tiếu căn bản ngủ không được. Bất quá bây giờ thời gian còn sớm, nghĩ đến buổi tối còn có hoạt động, nàng nhất định phải ngủ một hồi, bằng không thì đến lúc đó không có tinh thần. Thế là nàng nhắm mắt lại, bắt đầu nghĩ một chút để nàng vui vẻ sự vật, ăn ngon đồ ăn, quần áo đẹp đẽ, anh Tuấn Mỹ Nam. Ba phút sau Chu Tiểu Trân cảm giác có điểm gì là lạ, nàng mở to mắt, đã nhìn thấy sát vách giường lớn mập mẹ Lưu Thúy đối mặt với bên nàng nằm ở trên giường, một đôi mắt nhìn thẳng nhìn chầm chầm nàng, ngụm nước đã đem gối đầu làm ướt một mảng lớn. Chu Tiểu Trân cực sợ, nhưng lại không dám làm cái gì, vội vàng trở mình đối mặt dư tiếu, tiếu tỷ, tiếu tỷ ta thật là sợ. Tiếu tỷ, dư tiếu, dết 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 dết, chu tiểu trân. Không hổ là ta tiếu tỷ, chu tiểu trân nằm thẳng trên giường, hâm mộ nước mắt đều phải theo trong lỗ mũi chảy ra. Cái này một giấc dư tiếu ngủ rất say, trong mộng nàng và vài cái mỹ nam cùng bơi, mỹ nam nhóm y phục mặt rất ít, còn tất cả đều ướt nàng cũng đang bơi lội hai cái mỹ nam một người một bên viện nàng du lịch bơi lên bơi lên lãng lớn lên mỹ nam nói chúng ta lướt sóng đi dư tiếu giận cười nói trong hồ bơi nơi nào đến lớn như vậy lãng sau đó nàng liền bị lãng đổ dư tiếu mở to mắt trước mắt đen kịt một màu cái gì cũng nhìn không thấy chu tiểu trân tại bên tai nàng nói rời giường rồi tác giả có lời muốn nói kiều trị ì cảm tạ tại 2022 02 10 24 37 2022 02 11 11 54 25 trong lúc đó làm ta để lại bá vương phiếu hoặc là tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha cảm tạ để lại địa lôi tiểu thiên sứ ngốc mèo không ngốc nha một cái cảm tạ tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ Totoro một bình phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng Chương 13 Thánh Elizabeth 6 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 13 Thánh Elizabeth 6 Cái gì Mỹ Nam? Vốn là hai nàng tại giao ta. Trong phòng bệnh quá tối dư tiếu cái gì cũng nhìn không thấy, liền hỏi. Hiện tại tình huống như thế nào? Hiện tại đã tắt đèn. Triệu Lam một bên viện nàng xuống giường, vừa nói. Chúng ta một mực không ngủ, vừa rồi có mấy cá nhân viên y tế vào đây mang đi một bệnh nhân, nhất bên ngoài giường người bệnh nhân kia. Dư tiếu xuống giường sờ soạn hướng cạnh cửa đi, nàng cái này mới vừa tỉnh ngủ phương hướng cảm giác loạn rối tinh rối mù, không cẩn thận một cước đá phải chân giường, phát ra phanh được một tiếng. Nàng không kịp đau, trực tiếp dọa đến toàn thân cứng ngắc. Tiếu tỷ đừng sợ. Chu tiểu trân nói. Bọn hắn đều ngủ chết rồi, Trước đó nhất bên ngoài giường người bệnh nhân kia bị kéo thời điểm ra đi liền một điểm phản ứng không có. Ta hoài nghi cùng ban ngày ăn thuốc có quan hệ. Triệu Lam nói. Cho nên chúng ta mới có thể không có việc gì. Cửa phòng bệnh mở ra một cái khe hở, tam đôi con mắt từ trên xuống dưới vụn trộn nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài dưới ánh đèn lờ mờ, trong hành lang yên tĩnh, một bóng người cũng không có, một tia tiếng vang cũng không có. Dư Tiếu nắm thật chặt trong túi phù lục, dẫn đầu đi ra ngoài. Triệu Lam tiếp theo, Chu Tiểu Trân mang theo mặt trượt đi tại phía sau cùng. Tại dạng này an tĩnh hoàn cảnh bên trong, phát ra một chút xíu thanh âm đều sẽ rất rõ ràng, ba người không thể không nhu hòa thận trọng hướng bên trái đi. Tiếu tỷ, Chu Tiểu Trân thanh âm yếu như dây tóc, ngươi thế nào biết hướng bên trái đi? Ngươi có phải hay không ngốc? Không đợi Dư Tiếu trả lời, triệu lam trước bó tay rồi bên phải là kiều trị văn phòng chu tiểu trân vẫn là không hiểu ngươi thế nào biết bọn hắn không phải đem bệnh nhân mang đến kiều trị văn phòng đâu triệu lam khống chế không nổi mong muốn cùng nàng thao thao bất tuyệt dư tiếu bỗng nhiên nói bên phải là kiều trị văn phòng ngươi biết bên trái là cái gì không không biết chu tiểu trân lắc đầu dư tiếu vậy ngươi muốn biết sao chu tiểu trân Muốn Dư Tiếu Vậy chúng ta liền đi xem một chút đi Được Chu Tiểu Trân hưng phấn Đi nhanh điểm đi nhanh điểm Triệu Lam Đi tới đi tới Dư Tiếu đột nhiên ngừng lại Làm đằng sau hai người rất gấp gáp Sao thế à nha Dư Tiếu chỉ chỉ trên tường Treo trên tường một chiếc chân dung Chân dung bối cảnh là một chỗ bệnh viện Chính là Dư Tiếu trước đó nhìn thấy bộ kia thánh Elia thần bệnh viện cùng tấm kia họa khác biệt chính là trên bức họa này có nhân vật phía trên họa hai hàng mặc áo choàng trắng người hàng thứ nhất là ba người trong đó một cái là kiều trị ở giữa là cái cao gầy hiền hòa ông lão một cái khác là một cái rất mập trung niên nam nhân cái này khẳng định là viện trưởng chu tiểu trân trăm phần trăm xác định ngươi nhìn hắn thế mà đứng ở chính giữa điểm này không có người phản đối dư tiếu nhìn hướng phía sau một loạt đằng sau một loạt có mười người 10 vị nữ tính. Người sở hữu chung vào một chỗ tổng cộng 13 cái, ngoại trừ kiều trị viện trưởng, 3 ngày phát thuốc y tá, 6 cái canh giữ ở lối đi nhỏ bên cạnh y tá, còn có một nam ba nữ là dư tiếu chưa thấy qua. Như thế bệnh viện lớn hết thảy mới 13 cái nhân viên y tế, tất yếu không có người nào là ăn không ngồi rồi, kia bốn cái nhân viên y tế nhất định có khác làm việc muốn làm. Sau đó dư tiếu lại nghĩ tới một sự kiện, nàng trước đó mở ra một gian phòng bệnh, bên trong có 13 cái xem xét liền không bình thường bệnh nhân. Nơi này có nhiều như vậy phòng bệnh, mỗi gian phòng phòng bệnh đều đèn sáng, đại khái mỗi gian phòng trong phòng bệnh đều có nhiều như vậy bệnh nhân. Như vậy vấn đề tới, ít như vậy nhân viên y tế là thế nào quản lý nhiều như vậy bệnh nhân đâu. Ngay tại nàng trầm tư suy nghĩ thời điểm, bỗng nhiên cảm giác có người dắt nàng tay áo, dư tiếu quay đầu nhìn lại, triệu lam cùng chu tiểu trân chính một mặt hoảng sợ nhìn xem nàng, ngươi nghe, có tiếng bước chân. Dư Tiếu sững sờ, sau đó sắc mặt liền thay đổi. Nàng cũng nghe đến chân bước tiếng, mà lại không phải phổ thông tiếng bước chân, thanh âm này nghe giống như là có thật nhiều người đang hướng phía bên này đi tới. Nghe thanh âm, nhân số không ít hơn 100. Dư Tiếu phản ứng đầu tiên chính là trở về phòng bệnh, xoay người đã nhìn thấy góc rẽ dưới ánh đèn, màu đen cái bóng càng kéo càng dài chiếm hết toàn bộ lối đi nhỏ, tiếng bước chân cũng càng ngày càng rõ ràng không có cách nào biện pháp, dư tiếu nói. Chạy về phía trước. Lần này ba người cũng không đoái hoài tới nhẹ chân nhẹ tay, vung ra chân liền chạy. Chạy trước chạy trước phía trước không có đường, bên trái cuối cùng là một cánh cửa sắt lớn, phía trên rách rưới trên bản hiệu viết phòng giải phẫu ba chữ. Không có đường. Triệu Lam hoảng sợ nhìn xem trước mặt phòng giải phẫu, muốn đi vào sao? Ai biết trong phòng giải phẫu có đồ vật gì, nhìn qua phim kinh dị người đều biết phòng giải phẫu tuyệt đối là chỗ nguy hiểm nhất một trong, có lựa chọn dư tiếu đánh chết cũng không nguyện tiến phòng giải phẫu. Nàng một bên chạy một bên hướng hai bên nhìn, bỗng nhiên nàng mặt lộ vẻ vui mừng, vẫy tay một cái, theo ta đi. Tại của nàng dẫn đầu dưới, ba người hốt hoảng trốn vào gian tạp vật. Gian tạp vật phi thường nhỏ hẹp, bên trong lại hắt lại chen. Ba người không dám bật đèn, trốn vào về phía sau che miệng mũi hoảng sợ nhìn chầm chầm dưới chân. Phía ngoài ánh đèn theo dưới chân trong khe cửa thấu vào đây, không đủ để để các nàng thấy rõ cái gì, nhưng bên ngoài có người đi qua lời sẽ nhìn thấy quan ảnh biến hóa. Mới vừa trốn vào đi không bao lâu, phía ngoài tiếng bước chân liền ầm ầm tới gần. Nhân số so với các nàng dự liệu còn nhiều, theo trong khe cửa chiếu vào ánh đèn một mực tại động, kéo dài suốt mười mấy phút. Cuối cùng kết thúc về sau, Ba người kém chút hư thoát. Triệu Lam toàn thân là mồ hôi, thật sâu thở nói. Khi được bao nhiêu người A, à, tất cả trong phòng bệnh nhân chung vào một chỗ, có nhiều người như vậy sao? Làm sao bây giờ? Chu Tiểu Trân Hù chết, những cái kia không phải là người A, à, ô ô ô. Ta còn không muốn chết. Triệu Lam dù sao lớn tuổi một chút, rất nhanh liền tỉnh táo lại, nàng nửa ngày không nghe thấy Dư Tiếu nói chuyện, liền hỏi. Tiếu Tiếu! ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đang suy nghĩ. Dư Tiếu hỏi. Các ngươi vừa rồi có nghe được tiếng mở cửa sao? Không có a. À. Chu Tiểu Trân nước mắt rưng rưng trả lời. Triệu Lam cẩn thận hồi tưởng thoáng cái, lắc đầu nói. Ta cũng không nghe thấy, Tiếu Tiếu ngươi nghĩ ra cái gì? Chúng ta chỗ cái này gian tạp vật khoảng cách phòng giải phẫu gần vô cùng, không đến 10 bước khoảng cách vừa rồi theo trước cửa trải qua cái bóng có nhiều như vậy, liền xem như sát bên phòng giải phẫu đại môn xếp hàng, cũng nên là rất dài một đội, chí ít sẽ vượt qua phòng giải phẫu đến gian tạp vật khoảng cách. Dư tiếu dùng tay khoa tay thoáng cái khoảng cách. Trong bóng tối không có người trông thấy tay của nàng tại khoa tay, nhưng các nàng đều nghe hiểu. Chu Tiểu Trân nói. Tiếu tỷ ngươi nói là, bọn hắn đều tiến vào phòng giải phẫu. Dư tiếu, thế nhưng là chúng ta đều không có nghe được phòng giải phẫu tiếng mở cửa. Triệu Lam gật đầu nói. Cửa phòng giải phẫu phi thường nặng nề, bình thường mở ra thời điểm là nhất định sẽ phát ra âm thanh. Thế nhưng là bọn hắn là quỷ nha. Chu Tiểu Trân không hiểu các nàng vì cái gì xoắn suýt cửa vấn đề, quỷ không đều sẽ xuyên tường sao. Một trận trầm mặt về sau, Chu Tiểu Trân phá vỡ im lặng, các ngươi vì cái gì không nói lời nào lại là một trận trầm mặt về sau, Chu Tiểu Trân phiền muộn, các ngươi có phải hay không cảm thấy ta nói không đúng? Khục. Dư Tiếu ho khan một tiếng, nói. Tiểu Trân nói cũng có khả năng. Triệu Lam. Tự như đâu. Nhưng là từ chúng ta vừa mới tiến cái này cầu sinh game bắt đầu, quỷ nhất định phải đi qua lừa gạt đợi phương thức mới có thể đi vào phòng bệnh, cho nên ta cho rằng cửa tại cái trò chơi này bên trong là có ý nghĩa đặc thù, chí ít dưới tình huống bình thường quỷ là không thể xuyên tường dư tiếu nói ra kết luận của mình cho nên ta không cho rằng vừa rồi bên ngoài trải qua những cái kia tiến vào phòng giải phẫu không sai triệu lam tán đồng nói cho nên bọn hắn cũng không ở bên ngoài cũng chưa đi đến phòng giải phẫu càng không có quay về lối như vậy bọn hắn đi nơi nào đâu chu tiểu trân nếm thử đuổi theo hai người tư duy cuối cùng vẫn là từ bỏ nàng nói nơi này thối quá a à, chúng ta muốn hay không ra ngoài dư tiếu lấy điện thoại di động ra mở ra chiếu sáng cái này nhỏ hẹp gian tạp vật toàn cảnh cuối cùng triển lãm tại các nàng trước mắt các nàng bốn phía đều là màu lam màu vàng thùng rác một bao lớn một bao lớn màu đen túi rác chất đóng ở chung quanh tản ra hôi thối khỏe chu tiểu trân bịt miệng lại bệnh viện rác rưởi là bẩn nhất rác rưởi điểm này dư tiếu biểu hiện rất đồng ý sau đó nàng kéo xuống một cái rác rưỡi túi mở ra. Chu Tiểu Trân quá sợ hãi, tiếu tỷ ngươi thật không cần thiết liều mạng như vậy. Túi rác vừa mở ra, một cổ hôi thối đập vào mặt. Dư Tiếu bị hung nhắm mắt lại, thật lâu hồi tới, nàng đi đến đầu nhìn lên, đập vào mi mắt là nửa cái chân người. Chỗ đứt trắng toát xương cốt lộ ở bên ngoài, da thịt xoay tròn, chung quanh có màu vàng mỡ. Lần này Triệu Lam cũng không nhịn được, Cùng Chu Tiểu Trân cùng nhau che miệng, ngẹn nôn kìm nén đến mắt trợn trắng. Tiếu tỷ." Chu Tiểu Trân suy yếu khẩn cầu, "Nhanh tóm đi, nhanh tóm đi." Dư Tiếu gật đầu nói, "Được rồi, cái này tóm đi." Sau đó nàng đem miệng túi mở ra càng lớn, ở bên trong tìm kiếm một phen, tiếp theo từ bên trong cầm ra chưởng một con, tai một con, không rõ vị trí một khối, đều nhét vào trong túi. "Trời ạ!" À, Chu Tiểu Trân tựa ở Triệu Lam trên thân run rẩy, Tiếu tỷ điên rồi. Dư Tiếu giấu hai cái túi nhân thể khí quan về sau, đem túi rác miệng đóng tốt đẩy tới một bên, đối hai người nói: Chúng ta ra ngoài đi. Bên ngoài quả nhiên trống rỗng một bóng người cũng không có, phòng giải phẫu đại môn y nguyên đóng chặt. Dư Tiếu đi qua sờ lên, hai bên là thực sự vách tường, căn bản không có cái gì thông đạo. Những vật kia đến tột cùng đi nơi nào? Triệu Lam nhức đầu nhìn qua trụi lũi vách tường, toàn bộ hành lang bên phải tiếu tiếu ban ngày đi một lượt, bên trái chúng ta cùng đi một lần, căn bản không có cái gì phòng làm việc của viện trưởng. Dư tiếu nhìn qua phòng giải phẫu cửa lớn đóng chặt, chúng ta còn có một chỗ không có tìm qua, ta muốn đi vào nhìn xem. Tác giả có lời muốn nói. Dư tiếu chống nạnh. Thế nhân cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu cảm tạ tại 2022. 02 11 11 54 25 2022 02 12 16 42 41 trong lúc đó làm ta để lại bá vương phiếu hoặc là tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha cảm tạ để lại địa lôi tiểu thiên sứ ngốc mèo không ngốc nha một cái cảm tạ tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ trà rượu trong hồ nghiên mực bạo tương kẹo mềm 10 bình năm bình cc 1 bình phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 14 Thánh Elizabeth 7 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 14 Thánh Elizabeth 7 kia phiến của kỹ phòng giải phẫu đại môn tỉnh tỉnh ngăn tại ba người trước mặt, Triệu Lam nói. Ngươi cũng đừng xúc động a, à, cái kia bị mang đi bệnh nhân rất có thể liền tại bên trong. Nhưng chúng ta muốn rời đi nơi này, dù sao cũng phải đi bên trong nhìn một chút. Dư Tiếu nói, ai cũng không thể cam đoan phòng làm việc của viện trưởng không ở bên trong. Ngươi muốn làm sao đi vào? Xông đi vào sao? Triệu Lam hy vọng nàng không nên vọng động. Muốn xông vào đi sao? Chu Tiểu Trân cấp tốc nghĩ kỹ đối sách, như vậy đi, ta trước xông đi vào, dẫn đầu dùng mặt trượt khống chế lại ba cái quỷ. Nhưng là còn lại ta liền giúp không giúp được gì, phải dựa vào chính các ngươi cố gắng. Triệu Lam nhất thời không biết nên nói cái gì, là khen nàng dũng đâu. Hay là nên trách nàng quá dũng đâu. Dạng này không được, vạn nhất chúng ta không thể tìm tới phòng làm việc của viện trưởng, vậy chúng ta liền xong rồi. Dư tiếu có cái ý nghĩ, như vậy đi, các ngươi đi đem bên trong nhân viên y tế đều dẫn ra, sau đó các ngươi liền trở về phòng bệnh nằm, ta một người đi vào. Không được. Triệu Lam không chút nghĩ ngợi liền từ chối, vạn nhất bọn hắn kiểm tra phòng phát hiện ngươi không ở làm sao bây giờ. Ta có biện pháp. Dư tiếu cho các nàng một cái yên tâm ánh mắt. Vắng vẻ yên tĩnh hành lang bên trong, một người mặc đường vân quần áo bệnh nhân, trên đầu phủ lấy màu đen túi nhựa chỉ đào ra hai cái lỗ lộ ra con mắt, một tay mang theo một cái rương nhỏ nữ nhân đứng tại đại đại phòng giải phẫu trước cửa. Đột nhiên nàng tiến lên đưa tay, bắt đầu mãnh liệt đập cửa mở cửa a nữ nhân bén nhọn thanh âm quanh quẩn tại trống rỗng trong hành lang quỷ dị vừa sợ sợ mở cửa a nữ nhân tiếp tục đập cửa mà còn rống to ngươi có bản lĩnh đoạt nam nhân ngươi có bản lĩnh mở cửa a đại khái tới một phút trái phải trong phòng giải phẫu cuối cùng có động tĩnh đại môn rung động nhẹ nhẹ phát ra trầm muộn thanh âm tiếp lấy phòng giải phẫu đại môn mở ra một cái khe hở từ bên trong dò ra ba cái mang theo mũ y tá đầu ba cái đầu tìm tòi đi ra đã nhìn thấy một cái đầu bên trên mang lấy túi nhựa chỉ lộ ra hai con mắt người song phương mắt nhìn mắt nhất thời đều ngây dại rất nhanh khăn trùng đầu người kịp phản ứng hú lên quái dị quay người chạy trong môn ba người y tá ngốc trệ thoáng cái sau đó cũng đi ra đuổi theo chỉ chốc lát sau bốn nhân ảnh liền biến mất tại tiền phương chỉ có phanh 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 chạy âm thanh còn tại trong hành lang quanh quẩn. Một lát sau theo bên cạnh gian tạp vật bên trong lại đi ra một cái đầu mang màu đen túi nhựa người, nàng cũng đi đến phòng giải phẫu trước cổng chính loãng xoảng phá cửa. Mở cửa A, ngươi có bản lĩnh. Không biết là bởi vì lòng xấu hổ hay là bởi vì cái gì khác, tóm lại nàng không có thể đem nói cho hết lời chỉnh, dù sao ngươi mở cửa A. Chỉ chốc lát sau cửa phòng giải phẫu lại bị mở ra, từ bên trong dò ra một cái mười điểm to mọng nam nhân đầu khăn trùng đầu người lui lại nửa bước một quyền đánh tại phì trên đầu đem phì đầu đánh ngửa về sau một cái tiếp lấy nàng xoay người chạy phì đầu phát ra gầm lên giận dữ ngay cả cửa đều quên nhốt lay động toàn thân thịt mở mang theo một cái bố phòng tai đuổi theo triệu lam chạy một hồi đã nhìn thấy tiền phương trên mặt đất ngồi bốn người trong đó một cái giống như nàng mang theo khăn trùng đầu còn lại ba cái ăn mặc áo khoác trắng đầu đội mũ y tá các nàng bốn cái ngồi thành một vòng chính nghiêm túc đánh lấy mặt trượt lúc này đưa lưng về phía triệu lam y tá Vò đầu bứt tay đẩy ra một chiếc bài giọng khàn khàn nói gà con trông thấy triệu lam chu tiểu trân đại hỷ ngươi nhưng thật tới ta cứng rắn kéo lấy không có kết thúc đâu triệu lam vừa sửa sang lại đồ trên tay vừa nói nhanh kết thúc phía sau đuổi tới nói xong nàng liền xông tới, cầm trong tay sớm đã chuẩn bị xong ba cái màu đen túi nhựa bọc tại ba người y tá trên đầu. mạt trượt quy tắc là chơi mạt trượt trong lúc đó nhân viên tham dự sẽ miễn dịch hết thảy tổn thương, cũng không có nói không thể để cho người bộ túi nhựa. Lúc này Chu Tiểu Trân sờ đến một chiếc bài, cười ha ha, khét. Sau đó nàng cuốn quyết cất kỹ mạc trượt đứng lên, chỉ vào đối diện y tá, ta lựa chọn ngươi bị trừng phạt. Nói xong nàng liền cùng Triệu Lam tay nắm tay, thật nhanh hướng phía phòng bệnh chạy đi lúc này to mộng bác sĩ nam mới vừa đuổi theo phía trước hắn là ba cái chính dãy dụa lấy đem túi nhựa từ trên đầu hái xuống y tá hắn phát ra gầm lên giận dữ hé miệng bờ môi xé rách đến chỗ cổ bên trong là nho nhỏ dày đặc biến thành màu đen răng nanh trống đến một nửa bỗng nhiên đỉnh đầu trống rỗng xuất hiện một đạo kinh lôi thế không thể đỡ bổ vào trước mặt một người y tá trên đầu dọa đến bác sĩ mập cùng mặt khác hai cái y tá run run thoáng cái, trực tiếp hai tay ôm đầu ngồi sổn ở góc tường. Thật lâu bọn hắn phát hiện sẽ không còn có đạo thứ hai lôi, thế là tới tấp đứng lên. Vị kia bị xét đánh trúng y tá trực lăng lăng đứng tại chỗ, kiểu tóc thành bạo tạc hình, cả nửa người đều một mảnh đen kịt, còn tại bốc khói lên. Bác sĩ mập không có quản cái này bị đánh bốc khói y tá, mang theo bố phòng tai mang theo cái khác hai cái y tá đuổi theo. Tại bác sĩ mập đuổi theo ra đi về sau dư tiếu theo gian tạp vật đi ra, nàng cẩn thận đẩy ra phòng giải phẫu đại môn, còn không có bước vào bên trong mùi máu tươi liền nồng đậm làm nàng nhịn không được bưng kính miệng mũi. Trong phòng giải phẫu ánh đèn vẫn như cũ lờ mờ, dư tiếu đi vào, dưới đất là đen xì, mặt trên còn có một chút tươi mới vết máu. Nhìn tựa như là thường xuyên có huyết dịch nhỏ xuống trên mặt đất, một tầng khô cạn lại sẽ bao trùm một tầng tươi mới, thời gian dài xuống tới thành rồi cái dạng này bên trong trưng bày mấy cái giường vị, phía trên ga giường bẩn thiểu, chung quanh trưng bày các loại đao cụ lưỡi rìu cưa điện. Dư tiếu ở trong đó trên một cái giường nhìn thấy người quen, chuẩn xác mà nói là quen quỷ. Khi là ban ngày cái thứ nhất phát biểu gầy còn nam nhân, gọi trương đào. Hắn bị phân phối đến dựa vào cửa tờ thứ nhất giường ngủ, cũng chính là buổi tối hôm nay bị mang đi cái kia. Giờ phút này hắn không nhúc nhích nằm ở thủ thuật trên giường, hai mắt chạy không khẽ nhếch miệng trọng điểm là sọ não của hắn được mở ra toàn bộ đỉnh đầu tượng cái nắp đồng dạng bị mở ra dư tiếu hướng bên trong nhìn một chút là trống không sau đó nàng liền chú ý tới bên cạnh khay phía trên trưng bày một cái hoàn chỉnh màu hồng còn dính tơ máu đầu óc nàng nhíu nhíu mày không hề quan tâm quá nhiều cái này mà là quay người ở thủ thuật trong phòng kiểm tra hy vọng nơi này có thế có cái gì ẩn tàng cửa có thể thông hướng phòng làm việc của viện trưởng Giờ phút này trong phòng bệnh chỉ có hắc ám cùng yên tĩnh, đột nhiên cửa phòng bệnh bị dùng sức đẩy ra, phát ra một tiếng vang thật lớn. Nhưng mà trong phòng bệnh không có bất kỳ người nào đối với cái này làm ra phản ứng, 13 tấm trên giường 11 cái bệnh nhân đều an tĩnh nằm ở trên giường. Một cái thân ảnh khổng lồ theo cửa ra vào chui vào, trong tay kéo lấy một cái búa phòng tai, cùng mặt đất ma sát phát ra chói tai thanh âm. Hắn thẳng tắp đi qua cái thứ nhất không giường ngủ đứng tại tấm thứ hai cuối giường, vương tay nắm lấy trên giường chân, chậm rãi đem bệnh nhân kéo đi ra. về sau tượng mang theo một con cá đồng dạng đem bệnh nhân treo ngược lấy cầm lên đến rung rẩy mấy lần, bệnh nhân vẫn như cũ không phản ứng chút nào. thế là hắn hơi vung tay, tầm. bệnh nhân bị trùng trùng ném hồi trên giường, tư thế vặn vẹo nằm, tượng một con cá chết. sau đó hắn đi tới tấm thứ ba cuối giường, trên giường không có người hơi dừng lại một chút hắn tiếp tục đi đi đến tờ thứ tư cuối giường chu tiểu trân không nhúc nhích nằm ở trên giường cùng cái khác trên giường bệnh bệnh nhân không có gì khác nhau nàng cảm giác một con mắt lạnh thô ráp dinh dính tay vương vào trong chăn cầm cổ chân của nàng sau đó nàng bị chậm rãi một chút xíu theo cuối giường túng xuống dưới ầm lại một bệnh nhân bị ném hồi trên giường triệu lam an tỉnh nằm tại bên trong nhất trên giường nàng không dám mở mắt cũng không biết chu tiểu trân hiện tại là tình huống như thế nào, nàng duy nhất có thể làm chính là nhẫn nại. Chỉ cần nàng có thể làm được cùng chân chính ngũ như chết người trong quá khứ giống nhau, nàng liền sẽ không có việc. Dư tiếu ở thủ thuật trong phòng tìm rất lâu, toàn bộ phòng giải phẫu cơ hồ muốn bị nàng lật cả đáy lên trời, nhưng mà nàng đồng thời không có tìm được bất luận cái gì cùng phòng làm việc của viện trưởng tương quan đồ vật. Như vậy chuyện này chỉ có thể thuyết minh phòng làm việc của viện trưởng thật không ở nơi này đến đổi ở nơi nào nàng còn không có đầu mối, nhưng là nàng đã ở chỗ này dừng lại quá lâu, bọn hắn lúc nào cũng có thể trở về. Dư Tiếu nghĩ nghĩ, đem con kia bại lộ ở bên ngoài mới mẻ đầu óc tức vào bệnh viện hòm giữ nhiệt bên trong, sau đó mang theo hòm giữ nhiệt vội vàng rời đi phòng giải phẫu. Tầm. Triệu Lam bị trùng trùng nhét vào trên giường, tứ chi lung tung trưng bày, nhưng mà nàng không nhúc nhích, liền liền hô hấp đều duy trì lấy tần số tương đồng tiếng bước chân nặng nề cuối cùng rời đi, làm thân ảnh khổng lồ biến mất tại ngoài cửa phòng bệnh, Triệu Lam lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Nàng run rẩy thở hào hển, trong lòng đang lo lắng dư tiếu. Không biết nàng rời đi phòng giải phẫu không có, không biết nàng có biện pháp nào thoát thân. Lúc này ở hành lang bên phải cuối cùng, dư tiếu đang đứng tại phòng thầy thuốc làm việc trước cửa. Đông đông đông. Nàng gõ cánh cửa này. Cửa được mở ra, trong văn phòng kiều trị như Bạch Thiên Nhất dạng ngồi đang làm việc sau cái bàn, mang chút kinh ngạc nhìn xem dư tiếu. Kiều trị thanh âm lạnh lùng như cũ, tới làm cái gì? Dư tiếu. Ta nhớ ngươi lắm. Ta có đồ vật mong muốn tặng cho ngươi. Dư tiếu nhất nhất trên tay y dụng hồng giữ nhiệt, ta có thể đi vào nói sao? Kiều trị màu nâu con mắt nhìn chầm chầm dư tiếu, lại nhìn một chút trong tay nàng cái rương, cuối cùng hắn nói. Mời đến đi, nữ sĩ. Dư tiếu đi vào, cửa tại sau lưng quan bế, chậm thêm một giây kéo lấy búa phòng tai bác sĩ mập liền sẽ đi tới, trông thấy bóng lưng của nàng. Nhìn chăm chú lên một lần nữa ngồi tại trước mặt dư tiếu, kiều trị nói. Ngươi muốn đưa ta cái gì? Đầu tiên nói trước, ta thế nhưng là 10 điểm bắt bẻ. Kiều trị nhếch miệng lên, mặt tái nhật nổi lên hiện nụ cười trào phúng, nếu như không thể làm ta hài lòng mà nói, ta sẽ đích thân đem ngươi ném ra ngoài. Nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng Dư tiếu đem hòm giữ nhiệt phóng tới trên mặt bàn Sau đó mở ra cái nắp Một viên tươi mới phấn lộn đầu óc xuất hiện ở kiều trị trước mặt Kiều trị sửng sốt một chút Sau đó nuốt nước miếng một cái Tác giả có lời muốn nói Dư tiếu Bắt hắn lại tâm Đầu tiên phải bắt được hắn dạ dày Chương 15 Thánh Elizabeth VIII bạn đang nghe truyện tại mê audio.com Chương 15 Thánh Elizabeth tám Dư Tiếu cứ như vậy mặt đối mặt trơ mắt nhìn Kiều Trị ở trước mặt nàng, ưu nhã hưởng thụ tượng ăn pudding đồng dạng ăn hết một viên đầu óc. Không sai. Kiều Trị móc ra một khối chế tác khảo cứu khăn chậm rãi chùi miệng, rất mới mẻ. Dư Tiếu đang muốn nói chút gì, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng to lớn trống lên một tiếng dù cho cách lấy cánh cửa nàng cũng có thể nghe ra chủ nhân thanh âm phẫn nộ thống khổ không cam lòng cùng cừu hận tính toán thời gian đầu kia heo mập cũng nên trở lại phòng giải phẫu làm hắn phát hiện hắn tự tay mổ đi ra đầu óc không cánh mà bay dư tiếu chớp chớp mắt rất khiêm tốn nói có thể được đến ngài yêu thích là viên này đầu óc vinh hạnh kiều trị phi thường hài lòng thái độ của nàng hắn đã đem ba ngày điểm này không thoải mái tất cả đều quên mất giờ phút này cái kia trương khuôn mặt lạnh như băng đều vẽ mặt ôn hòa dậy, hắn ôn hòa đối dư tiếu nói. Ngươi rất không tệ, có điều là chủ trị bác sĩ, ta nhất định phải tuân thủ quy tắc trò chơi, không thể đối với bệnh nhân cung cấp bất luận cái gì ta phạm vi chức trách bên ngoài trợ giúp. Không sao, ta sẽ không để cho ngươi khó xử. Dư tiếu năng nỉ nhìn xem hắn, nếu như có thể, ngài có thể để cho ta ở chỗ này đợi đến hừng đông sao. Kiều trị đương nhiên rõ ràng nàng tại sao phải làm như vậy, tự như hắn biết rõ viên kia đầu óc là dư tiếu từ nơi nào trộn được một dạng. Nhưng hắn không quan tâm, hắn là cửa này bác sĩ chủ trị, cùng những cái kia đê tiện NPC là không giống. Cho nên hắn tịnh không để ý dư tiếu đối những nhân viên y tế kia làm cái gì, tương phản dư tiếu rất thức thời hiến cho hắn một viên tươi mới đầu óc, hắn đối dư tiếu rất có yêu thích. Dưới tình huống bình thường, bác sĩ chủ trị đồng thời không có quyền lợi cưỡng ép đuổi đi bệnh nhân. Kiều Trị mỉm cười nói ra: "Nữ sĩ, ngài thỉnh tùy ý." Thế là Dư Tiếu liền thật tùy ý, nàng đầu tiên là cảm kích nhìn Kiều Trị, ngài thật sự là một vị phẩm đức cao thượng thân sĩ. Sau đó nàng ngay trước mặt dốc giờ đem ba tấm cái ghế liều mạng tại một khối nằm đi lên, nằm trên đó về sau nàng phát hiện trong phòng làm việc nhiệt độ vừa hay, cho dù không đắp chăn cũng sẽ không cảm thấy lạnh duy nhất không được hoàn mỹ chính là đèn sáng quá nhìn xem dư tiếu phen này không coi ai ra gì thao tác kiều trị đột nhiên có chút hối hận lời mới vừa nói sau đó hắn đã nhìn thấy nằm trên ghế nữ nhân ngồi dậy ngay tại hắn coi là người phụ nữ này cuối cùng ý thức được chính mình đến cỡ nào thất lễ thời điểm dư tiếu nói kiều trị bác sĩ ngài để ý ta tắt đèn sao kiều trị vui mừng biểu cảm cứng ngắc ở trên mặt sau đó là dài đến một phút im lặng ba ánh đèn tự động dập tắt bóng tối bao trùm toàn bộ văn phòng dư tiếu cảm kích nói cám ơn ngài ngài thật sự là một vị hảo tâm thân sĩ trong phòng bệnh cái kia thân ảnh khổng lồ rời đi về sau chu tiểu trân nhỏ giọng nức nở khóc lên triệu lam nhẹ nhàng thở ra nhẹ giọng hỏi tiểu trân ngươi còn tốt chứ ta không sao chu tiểu trân hút lấy cái mũi nói chính là sợ hãi ta vừa rồi thật là sợ đừng sợ đã qua triệu lam điều chỉnh thoáng cái tư thế ngủ ngươi rất dũng cảm ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn nhận lấy khen ngợi chu tiểu trân tâm tình tốt nhiều nàng nở nụ cười xoa phía sau lưng nói vừa rồi ngã ta đau quá a à, chị lam ngươi còn tốt chứ ta rất khỏe may mắn mà có tiếu tiếu đem thể năng thể đưa cho ta nếu không ta không nhất định có thể chống đỡ được Triệu Lam đầu dập đầu thoáng cái, chính xoa đầu. Cũng không biết tiếu tỷ thế nào. Chu Tiểu Trân lo lắng gần chết, cái kia heo mập thật đáng sợ a. À. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến gầm lên giận dữ, heo mập bác sĩ nổi điên. Triệu Lam biến sắc, nói. Chớ nói chuyện. Sau đó cả đêm các nàng đều có thể nghe thấy tại hành lang vừa đi vừa về bồi hồi nặng nề tiếng bước chân, cùng búa phòng tai bị kéo làm được thanh âm. Các nàng một đêm không ngủ, Sáng ngày thứ hai tám điểm tại âm nhạc êm dịu âm thanh bên trong cùng những bệnh nhân khác cùng nhau rời giường. Xảo xảo sau khi rời giường trông thấy dư tiếu trống rỗng giường bệnh, giống như là rõ ràng cái gì, nàng cười trên nỗi đau của người khác nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Đỉnh lấy mắt quần thâm chu tiểu trân hung ác trừng nàng, ta cho ngươi biết, tiếu tỷ nếu là có chuyện gì, ta liền cùng ngươi không xong. Đối mặt nàng uy hiếp xảo xảo căn bản không mang theo sợ, nàng còn hướng về phía chu tiểu trân lật ra một cái liếc mắt đem toàn bộ trận mắt đều lật lên nửa ngày đều lật không trở lại cái chủng loại kia nàng dám khiêu khích ta chu tiểu trân nắm đấm ngứa đừng gây chuyện triệu lam định lấy mắt quần thâm đứng ở bên người nàng hiện tại trọng yếu nhất chính là xác định tiếu tiếu an toàn buổi sáng các bệnh nhân rất tự giác xếp thành một đội đi ra phòng bệnh hướng phía phân phát dược phẩm địa phương đi đến Triệu Lam xếp tại thứ hai đếm ngược cái, vừa mới đi ra phòng bệnh đã nhìn thấy một cái đặc biệt cao lớn béo tốt mặt mũi tràn đầy dữ tận bác sĩ đứng tại bên tường, đôi mắt nhỏ nghi thần nghi quỷ nhìn chầm chầm đi ra các bệnh nhân. Thật dài đầu lưỡi thỉnh thoảng vươn ra liếm một vòng miệng, tham lam cùng tàn bạo phản phất viết lên mặt. Hai người vội vàng cúi đầu xuống không dám nhìn nhiều, trong lòng càng thêm sốt ruột. Xem ra đầu này heo mập là không có ý định từ bỏ ý đồ, không biết dư tiếu trốn đến nơi nào chỉ hy vọng nàng tuyệt đối đừng lúc này đi ra đêm qua dư tiếu ngủ rất say có điều nàng có rất ít ngủ được không thơm thời điểm đặc biệt là tại nàng tra ra ung thư não về sau nàng là bị âm nhạc đánh thức mở to mắt đã nhìn thấy xa lạ trần nhà kiều trị lạnh lùng nhìn xem nàng y nguyên ngồi ngay ngắn ở sau bàn công tác dư tiếu nhìn bội phục cực kỳ công tác của hắn chính là ở chỗ này ngồi a à, thật hiếu kỳ hắn có thế ở chỗ này ngồi bao lâu buổi sáng tốt lành kiều trị bác sĩ dư tiếu đỉnh lấy loạn thất bát tao tóc hướng kiều trị chào hỏi kiều trị nhìn xem nàng tối hôm qua đối với nàng ấn tượng tốt đã biến mất hầu như không còn giờ phút này hắn chỉ nghĩ dư tiếu lập tức từ nơi này biến mất ngươi cần phải đi kiều trị nhắc nhở nếu không sẽ sai qua hôm nay dược phẩm Dư Tiếu làm sao lại uống thuốc? Huống chi nàng còn có một cái chuyện trọng yếu hơn còn không có làm đâu. Được rồi, ta cái này rời đi. Dư Tiếu thử hỏi: "Xin hỏi Kiều Trị bác sĩ ngài có thể tiễn ta về nhà đi sao?" Kiều Trị lạnh lùng nhìn xem nàng, ánh mắt kia phản phất tại nói ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ. "Kiều Trị bác sĩ, ta cần ngài tiễn ta về nhà đi." Dư Tiếu bắt đầu nghiêm túc, "Ta hy vọng ngài có thể đáp ứng ta." trả lời của nàng là kiều trị cười lạnh trào phúng nếu như ta không đáp ứng đâu dư tiếu đồng thời không có bị thái độ của hắn ảnh hưởng nàng chỉ là bình tĩnh lấy điện thoại di động ra sau đó thâu nhập lục viện chữa bệnh tranh chấp văn phòng số điện thoại cuối cùng vô tội hướng về phía kiều trị chớp mắt vậy ta cũng chỉ có thể báo cáo ngài thu hối lộ phòng thầy thuốc làm việc bên trong là như chết im lặng kiều trị nguyên bản nhã nhặn khuôn mặt tuấn tú trở nên âm trầm đáng sợ dậy hắn bị dư tiếu khí cười, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Dư tiếu cúi đầu xuống, khổ sở mà nói. Ta cũng là không có cách nào. Kiều trị cuối cùng rời đi hắn chỗ ngồi, từng bước từng bước tới gần dư tiếu, ngươi biết báo cáo hậu quả sao? Dù sao đốt lót người là ngươi. Ta không rõ lắm đâu, nhưng là... Dư tiếu ngửa đầu nhìn xem kiều trị, bỗng nhiên hé miệng cười một tiếng, muốn chết cùng chết triệu lam cùng chu tiểu trân đứng xếp hàng người phía trước càng ngày càng ít không may hôm nay khả năng không có cách nào tránh thoát uống thuốc đi kỳ thật triệu lam có nghĩ qua học dư tiếu hố xảo xảo một lần nhưng là xảo xảo hôm nay học thông minh nàng xếp tại đội ngũ phía trước nhất cũng sớm đã ăn qua thuốc triệu lam mỏi mệt thở dài được cái dư tiếu một mực chưa từng xuất hiện cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh ngay tại hai người gấp đến độ khó chịu thời điểm bỗng nhiên toàn trường bầu không khí biến đổi, ngay tại phát thuốc y tá tay run một cái, đựng nước cái chén rớt xuống, phát ra phốc được một tiếng. Triệu Lam cùng Chu Tiểu Trân sững sờ, phát hiện bọn hắn đều nhìn về hành lang phương hướng, thế là các nàng cũng nhìn sang, sau đó hai nàng liền ngốc tại đương trường. Hành lang bên phải, Dư Tiếu xuất hiện, cùng nàng cùng nhau xuất hiện còn có kiều trị. Hai người bọn họ song song đi tới, Dư Tiếu một cái tay còn vòng quanh kiều trị cánh tay màn này chân thực quá có lực trùng kích, đến mức heo mập bác sĩ đều quên hung ác, trong tay búa phòng tai, loãng xoảng rơi trên mặt đất. Ở đây tất cả bệnh nhân cùng nhân viên y tế đều ngơ ngác nhìn bọn hắn, tại cái này rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, dư tiếu buông lỏng ra kéo kiều trị cánh tay tay. Nàng đối mặt kiều trị đứng đấy, trên mặt mang theo ngọt ngào cùng không bỏ, phản phất là tại lưu luyến chia tay. Cám ơn ngươi kiều trị, tối hôm qua ta ngủ rất ngon. Dư Tiếu nói như vậy, liền đưa đến nơi này đi. Dư Tiếu quay đầu cho Triệu Lam cùng Chu Tiểu Trân một ánh mắt, sau đó ngượng ngùng cúi đầu, tối hôm qua thật sự là làm khó dễ ngươi, ngươi nhanh lên đi về nghỉ ngơi đi. Ngươi đừng lo lắng ta, giữa chúng ta phát sinh sự tình ta là sẽ không nói cho người khác. Gặp lại, Kiều Trị. Dư Tiếu vất tay. Kiều Trị lạnh lùng quay người rời đi, chỉ là bộ pháp cũng không còn lúc trước ưu nhã thông dong. Dư Tiếu đứng tại chỗ đưa mắt nhìn Kiều Trị rời đi, nửa ngày nàng quay người, kỳ quái hỏi. Các ngươi tại sao phải nhìn ta như vậy? Tất cả nhân viên y tế cùng bệnh nhân đều toàn thân lắc một cái, sau đó cúng quyết dời ánh mắt, chỉ là thỉnh thoảng còn muốn vụn trộn nghiêng mắt nhìn nàng nhìn một cái. Heo mập bác sĩ cuối cùng kịp phản ứng, hắn hoài nghi trừng dư tiếu thật lâu, cuối cùng nhặt lên búa phòng tai, nện bước bước chân nặng nề đi. Dư tiếu trong mắt mỉm cười đi đến Triệu Lam bên người, cảm ơn ngươi giúp ta dành chỗ lập. Triệu Lam kích động nhìn nàng, không cần cảm ơn. Dư tiếu đứng ở Triệu Lam phía trước, một đôi mắt bốn phía bắn phá, tìm kiếm lấy một cái thân ảnh nho nhỏ. Sau đó nàng phát hiện một cái dáng tại góc tường thân ảnh, xảo xảo. Xảo xảo trùng êm thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, nàng nghe thấy ác ma kia thanh âm, chờ ta cùng đi nha. Tác giả có lời muốn nói chúc mọi người lễ tình nhân vui sướng. Ăn ngon uống ngon a. À. Cảm tạ tại 2022. 02 13 14 29 43 2022. 02 13 21 22.19 trong lúc đó làm ta để lại bá vương phiếu hoặc là tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha cảm tạ để lại địa lôi tiểu thiên sứ. Ngốc mèo không ngốc nha một cái, phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng chương 16 Thánh Elizabeth 9 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 16 Thánh Elizabeth 9 lúc này xếp tại dư tiếu phía trước chỉ còn lại một bệnh nhân, dư tiếu sớm đã chuẩn bị kỹ càng, đưa tay tiến vào trong túi. Tiếu tỷ ngươi Chu tiểu trân cuối cùng từ chấm kinh cùng ngốc trệ trung hoàng hồn, nàng trợn mắt tròn xoe biểu cảm dữ tận, ngay tại dư tiếu cho là nàng muốn phát tác thời điểm, Chu Tiểu Trân hèn mọn nháy mắt ra hiệu, kiều trị bác sĩ cảm giác thế nào? Hắn mảnh sao? Ba. Y tá lại đem chén giấy làm rơi. Cuối cùng đến phiên dư tiếu thời điểm, dư tiếu đầu tiên là hướng về phía y tá lịch sự cười một tiếng. Cô y tá ngẩn ngơ, sau đó nơm nớp lo sợ vỡ ra huyết hồng bờ môi, lộ ra cao thấp không đều răng, gạt ra một cái kinh khủng mà khôi hài nụ cười hồi lấy cái này mỉm cười. Dư tiếu từ trong túi móc ra một con bẩn thiểu tai, sau đó chỉ chỉ nàng cùng nàng sau lưng hai người. Y tá rõ ràng nàng ý tứ, miệng nước được lớn hơn, tốc độ cực nhanh nhận tai. Sau đó theo cửa sổ phía dưới móc ra một cái đồ vật nhét vào dư tiếu trong tay, dọn dẹp một chút đồ vật nhanh chóng rời đi. Bị lấp một tay đồ vật, dư tiếu đang buồn bực đâu, buông ra xem xét lại là một cái kẹo sữa. Nhất thời nàng tâm tình vô cùng phức tạp, sau lưng triệu lam mừng rỡ nói nguyên lai like ngươi tối hôm qua nhặt nhân thể những vật này là vì ứng phó uống thuốc a không hổ là ta tiếu tỷ, nghĩ đến chính là chu đáo chu tiểu trân tới móc túi của nàng cũng chia ta một điểm đi dư tiếu đẩy ra tay của nàng quay người nhìn về phía đứng tại góc tường xảo xảo nàng nở nụ cười đi đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống bắt đầu ăn trên bàn bánh mì cùng hoa quả các nàng là người sống không ăn cơm là sẽ chết triệu lam xem xét dư tiếu cái dạng kia liền biết nàng khẳng định kìm nén xấu thế là lôi kéo chu tiểu trân ngồi vào dư tiếu bên cạnh cùng nhau giữ im lặng ăn cái gì dư tiếu một bên ăn chuối tiêu một bên hướng về phía xảo xảo câu tay, xảo xảo a mau tới đây tỉ tỉ cho ngươi ăn ngon góc tường xảo xảo do dự một chút vẫn là lề mà lề mề đi tới chỉ là nàng vốn là phát xanh khuôn mặt nhỏ hiện tại càng thêm hôi bại xảo nhi a Dư tiếu hướng phía nàng giơ ngón tay cái lên, ngươi thật tuyệt. Tiếu tỷ trong lời nói của nàng có chuyện nha, Chu tiểu trân vội vàng vai phụ, vì cái gì khen nàng. Nàng bỗng ở đâu? Ngươi biết tối hôm qua cái kia bị mang đi bệnh nhân thế nào sao? Dư tiếu lột ra một cái quyết, đem quyết da cầm ở trong tay chơi, hắn được mở ra xương sọ, đầu óc bị lấy ra ngoài. Tiểu Trân, ngươi biết giường của chúng ta vị sắp xếp có dụng ý gì sao? Chu Tiểu Trân suy tư một chút, sau đó bị hù dọa, sẽ không phải là Cắt não trình tự A Trả lời chính xác Dư Tiếu cười tủng tỉm nhìn về phía xảo xảo, nói Theo lý thuyết chỉ cần 13 ngày, tất cả bệnh nhân đều sẽ bị cắt mất đầu óc Thế nhưng là các ngươi nhìn xảo xảo tiểu bằng hữu Nàng đều đã ở chỗ này chờ đợi hơn 40 năm ôi, cái đầu nhỏ y nguyên dáng dấp hảo hảo. Ồ! Chu Tiểu Trân bừng tỉnh đại ngộ, nàng không phải bệnh nhân. Xảo xảo hướng về phía nàng nghe răng, ta chính là bệnh nhân. Ngươi là bệnh nhân ngươi vì cái gì còn có đầu óc. Chu tiểu trân một cái kéo qua xảo xảo, liền muốn kiểm tra đầu của nàng, xúc tua một mảnh dinh dính, nàng lập tức buông, ê. Thật buồn nôn a, à, ngươi cũng không gội đầu. Xảo xảo đều sắp bị ức hiếp khóc, miệng nhỏ ủy khuất xẹp, trong mắt loạn chuyển mong muốn tìm cơ hội chạy trốn. Chúng ta thương lượng một chút đi dư tiếu xích lại gần nàng nhỏ giọng nói ngươi nói cho chúng ta biết tránh cho bị cắt não biện pháp ta tặng cho ngươi một cái tay thế nào xảo xảo nhìn xem nàng ánh mắt kia rõ ràng đang nói ngươi có phải hay không cho là ta ngốc không muốn xảo xảo không chút do dự từ chối ngươi là lừa đảo chớ nói lung tung ta không phải lừa đảo ta là người tốt dư tiếu quyết định đổi một loại phương thức cùng nàng hảo hảo nói chuyện như vậy đi nếu như ngươi không nói cho ta tránh cho bị cắt não biện pháp, ta liền đem ngươi giao cho kiều trị, ngươi thấy thế nào? Xảo xảo há to miệng, nàng bị người trước mắt vô sĩ rung động đến. Ngươi cũng biết kiều trị có bao nhiêu quan tâm ta. Dư tiếu đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái xảo xảo cái tráng, hắn rất hung, thích ăn nhất chính là tươi mới đầu óc. Ngươi nhỏ như vậy, đầu óc nhất định rất non ngon lắm a. À. Ô! đi vào thánh Elizabeth hơn 40 năm, xảo xảo gần nhất khóc đến đặc biệt nhiều. Người xấu Có người xấu ức hiếp tiểu hài, thật sự là quá xấu rồi. Nói hay không? Chu tiểu trân hung thần ác sát mang theo mặt trượt hộp lúc ẩn lúc hiện, không nói liền lập tức đem ngươi trói lại đưa cho kiều trị, ta còn muốn đi tìm cái kia heo mập mượn búa phòng tai, không chỉ là đầu óc của ngươi, tâm can của ngươi tỳ phổi thận chúng ta cũng sẽ không lãng phí xảo xảo rốt cục vẫn là nói ra bí mật của nàng nguyên lai thánh elizabeth bệnh viện không chỉ một tầng mỗi một tầng bệnh nhân trụ đầy về sau liền sẽ mới tăng một tầng dùng để tiếp tục tiếp thu bệnh nhân chỉ có viện trưởng cùng bác sĩ có thể tự do xuất nhập mỗi một tầng nhưng là có một cái ngoại lệ vì để cho tất cả bị cắt sau đầu bệnh nhân duy trì lượng vận động mỗi đêm tắt đèn về sau bị cắt não bệnh nhân sẽ bị tụ tập cùng một chỗ đi lối đi khác chạy tại mỗi một tầng Nghe đến đó chu tiểu trân nhịn không được, bọn hắn tại sao phải duy trì lượng vận động. Xảo xảo hiển nhiên không ngờ tới nàng sẽ hỏi vấn đề này, ở lại một hồi, nàng chân chờ nói. Có thể là vì bảo trì bắp thịt cảm giác đi. Dư tiếu rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai like tối hôm qua các nàng gặp phải là đi ra hoạt động bị trắc não bệnh nhân. Bọn hắn đi lối đi khác đi tới những tầng lầu khác, cho nên mới sẽ biến mất tại tầng này. Xảo xảo khóc đến chảy xuống đôi dòng huyết lệ mỗi lần đến phiên của ta ngày ấy, ta đều sẽ không uống thuốc, sau đó buổi tối giấu ở bệnh nhân trong đội ngũ xuyên qua thông đạo trốn ở hai cái trong tầng lầu ở giữa. Triệu Lam hỏi, trốn ở hai cái trong tầng lầu ở giữa bọn hắn liền không tìm được ngươi sao? Ta không biết. Xảo xảo móc túi ra một chiếc theo lên gà con chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau mặt bên trên máu, dù sao bọn hắn cho tới bây giờ không tìm được qua ta. Triệu Lam. Ngày hôm sau đâu? ngày hôm sau cũng không cần né ngày hôm sau bọn hắn liền sẽ mang đi tiếp theo trương trên giường bệnh bệnh nhân xảo xảo cuối cùng đem mặt lau sạch sẽ ta chỉ cần chờ đợi chờ đợi đám tiếp theo bệnh nhân vào đây ta lại đi cái kế tiếp phòng bệnh nói xong nàng nhìn xem dư tiếu ba người nói ta đều lau sạch sẽ sao chu tiểu trân nghiêm túc xem kỹ nàng nói con mắt của ngươi bên trên còn có máu nhà xảo xảo cúi đầu xuống, đưa tay đem mình trồng mắt giam lại, nâng ở trên tay dùng khăn tay tinh tế lau. Nhìn xem một màn này chu tiểu trân cao mày, dư tiếu còn tưởng rằng nàng không được xem loại này hình ảnh, vừa mới chuẩn bị để xảo xảo rời đi, liền nghe chu tiểu trân nói. Ngươi tại sao phải một mực lưu tại nơi này? Rời đi thánh Elizabeth không tốt sao? Ngay tại xoa con mắt xảo xảo ngây ngốc một chút, sau đó ngẩng đầu hai cái đen nhánh động đối ba người, nghi ngờ hỏi tại sao phải ra ngoài chu tiểu trân trì trệ khó có thể lý giải được hỏi ngươi liền không muốn lấy được tự do sao xảo xảo lại lâm vào ngốc trệ tự hồ là đang hết sức lý giải tự do cái từ này hàm nghĩa sau đó nàng nở nụ cười nơi này rất tốt a à, có ăn có giường ngủ tiểu trân cạn lời triệu lam an ủi nàng đừng khó chịu người đều có quỷ có chí riêng dư tiếu đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi Ngươi thường xuyên đi theo những cái kia bị cắt não bệnh nhân tại từng cái tầng lầu xuyên qua, ngươi có thấy hay không phòng làm việc của viện trưởng? Có A. Xảo xảo đem lau sạch sẽ trồng mắt ấn trở về, thì ở lầu 1A. Dư tiếu ba người liếc nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy kích động. Cảm ơn ngươi xảo xảo. Dư tiếu cảm kích từ trong túi xuất ra một cái tay, cái này tặng cho ngươi, ngươi từ từ ăn. Xảo xảo hai mắt tỏa sáng. Ngụm nước theo khóe miệng chảy ra. Nàng Kỳ Quái cầm qua cái tay kia, đem ngón tay cái ngậm trong miệng, sau đó lộ ra nụ cười hạnh phúc. Nhìn xem xảo xảo lanh lợi rời đi, Triệu Lam nói, "Thuận lợi đêm nay chúng ta liền có thể rời đi, Tiếu Tiếu ngươi không có việc gì quá tốt rồi, ngươi cũng không biết đêm qua có bao nhiêu đáng sợ." "Đúng vậy a, à, cái kia heo mập thế mà đem ta cầm lên đến rung, còn ném ta." Chu Tiểu Trân nói liền chụp đập dư Tiếu bả vai. Tiếu tỷ, ngươi vì cái gì không nói sớm ngươi có thể trốn đến bạn trai ngươi nơi đó đi đâu? Hãy chúng ta phí công lo lắng một trận. Dư Tiếu cạn lời đến cực điểm, ngươi thật cảm thấy kiều trị là bạn trai ta. Ta cho ngươi biết, ta đối ta tương lai bạn trai là có yêu cầu, hắn ít nhất phải đạt tới trở xuống điều kiện. Anh tuấn xuất khí, khôi hài hài hước, tiền tiết kiệm ít nhất phải 8 chữ số. Chu Tiểu Trân đầu tiên là im lặng, sau đó hỏi: kiều trị cái nào điểm không có đạt tới. Hắn là cái quỷ nghèo. Quên nói, gần nhất ta lại thêm một cái điều kiện. Dư Tiếu, tương lai của ta bạn trai nhất định phải là cái người sống. Yêu cầu này cũng quá đáng rồi, bằng vào chúng ta hoàn cảnh bây giờ, muốn tìm cái sống nam nhân quá khó khăn. Chu Tiểu Trân chân thành đề nghị, kỳ thật có đôi khi nam nhân chết cùng sống khác nhau không phải rất lớn điều kiện của ngươi có phải hay không nên nới lỏng tùng một điểm dư tiếu có chính mình kiên trì không có khả năng ngươi nguyện ý tìm ma quỷ bạn trai sao nếu như hắn anh tuấn lời cũng không phải không thể chu tiểu trân ngượng ngùng cười một tiếng đúng rồi chị lam ngươi đối ngươi tương lai bạn trai có yêu cầu gì không triệu lam vạn vạn không nghĩ tới sẽ nhấc lên chính mình nàng nghiêm túc suy tư một chút sống đi đúng rồi đã rời đi xảo xảo đột nhiên xuất hiện tại chỗ ngoặt các ngươi có phải hay không đang tìm viện trưởng a ba người đồng thời nhìn qua xảo xảo bưng lấy tay gãy một bên liếm vừa hướng dư tiếu nói nếu như ngươi có thế lại cho ta một cái tay ta sẽ nói cho các ngươi biết một cái bí mật dư tiếu nhìn xem nàng từ trong túi móc ra một khối không rõ vị trí thịt nói đi xảo xảo hai mắt sáng lên nhào tới một cái theo dư tiếu trong tay cướp đi khối thịt kia sau đó dùng chỉ có mấy người các nàng có thể nghe được thanh âm nói. Trước kia cũng có người tìm được viện trưởng, nhưng là bọn hắn đều bị ăn. Tác giả có lời muốn nói. Tết Nguyên Tiêu vui sướng. Cảm tạ tại 2022. 02/13/21. 22/19/2022. 02/15/17. 52.55 trong lúc đó làm ta để lại bá vương phiếu hoặc là tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha cảm tạ để lại địa lôi tiểu thiên sứ. Ngốc mèo không ngốc nha một cái, cảm tạ tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Sợ cao chứng 10 bình, trong hồ nghiên mực 5 bình, dê 3 bình, 51990660, lá dấu tại phòng 2 bình, phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 17 Thánh Elizabeth 10 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 17 Thánh Elizabeth 10 nói xong xảo xảo cầm thịt đi, lưu lại ba người rơi vào trầm tư. Lại nói vậy, ta nghe kiều trị nói chỉ có hiệu trưởng tại xuất viện trên báo cáo con dấu chúng ta mới có thể rời đi thời điểm, nét mặt của hắn thật giống có điểm là lạ. Dư Tiếu nói Có bao nhiêu quái? Chu Tiểu Trân bạn trai ngươi sẽ còn hại ngươi hay sao cút triệu lam đẩy nàng một cái tiếu tiếu đừng để ý tới nàng kiều trị lúc ấy là dạng gì biểu cảm dư tiếu cắn môi dưới cẩn thận hồi ức hôm qua cùng kiều trị gặp mặt sau tất cả chi tiết hắn thật giống có chút cười trên nỗi đau của người khác cười trên nỗi đau của người khác triệu lam liên tưởng tới xảo xảo nói lời có biết hay không đó là cái cạm bẫy viện trưởng mới phải tòa này trong bệnh viện nguy hiểm lớn nhất vậy làm sao bây giờ chu tiểu trân triệt để không có chủ ý xuất viện trên báo cáo không có viện trưởng con dấu chúng ta là ra không được dư tiếu vẫn còn nhớ ngày đó kiều trị nói lời viện trưởng rất quái gở ngay cả hắn cũng không gặp được trừ phi chủ động tới tìm ngươi các ngươi nói dư tiếu hỏi các nàng một cặp phổ thông trong bệnh viện dạng gì tình huống dưới viện trưởng nhất định sẽ xuất hiện đâu. Có chuyện đi. Triệu Lam dù sao đã tại trong bệnh viện đợi qua lâu như vậy, sự tình càng lớn viện trưởng xuất hiện càng nhanh. Dư Tiếu hỏi lại. Dạng gì sự mới xem như đại sự đâu. Chu Tiểu Trân nhấc tay, y náo. Dư Tiếu. So y náo càng lớn đâu. Vậy cũng chỉ có bệnh viện không mở nổi. Chu Tiểu Trân nói. Động đất, bị tạc, bác sĩ tập thể bãi công. Dư tiếu bỗng nhiên ngẩng đầu, tựa như bị một chi trí tuệ chi tiễn bắn trúng đỉnh đầu, tại chỗ nàng liền rộng mở trong sáng. Tiểu Trân Dư tiếu thâm tình vút ve nàng trần trùng trục sọ não, ta làm sao lại như thế yêu ngươi đâu. Tiểu Trân trầm mặt một chút, yên lặng đem dư tiếu tay đẩy ra, tiếu tỷ ngươi đừng như vậy, đối trên đầu ta chân lông không tốt, ta về sau còn muốn lưu tóc dài đâu. Triệu Lam nói ngươi có phải hay không có ý tưởng rồi ừm ta xác thực có một ý tưởng có điều cụ thể làm thế nào vẫn là phải hảo hảo thương lượng một chút dư tiếu một tay dựng vào một người bả vai ba người tụ cùng một chỗ nhỏ giọng mưu đồ bí mật lấy cái gì chu tiểu trân thỉnh thoảng phát ra hèn mọn tiếng cười vào lúc ban đêm tắt đèn về sau dư tiếu ba người tỉnh tỉnh nằm ở trên giường dư tiếu trời vừa tối liền buồn ngủ có điều nàng có thể nhịn được Tắt đèn sau qua đại khái 10 phút bên ngoài hành lang bên trên vang lên không nhanh không chậm tiếng bước chân, chỉ chốc lát sau cửa phòng bệnh bị đẩy ra, dư tiếu nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được theo ngoài cửa chiếu vào ánh đèn. Hai mắt lặng lẽ mở ra một đường nhỏ, dư tiếu trông thấy ba người y tá đi đến, vây quanh nàng sát vách giường bệnh. Trong đó hai cái y tá rất bình thường, một cái khác y tá tạo hình có chút kỳ quái, nửa người trên đêm đen nửa người trắng, kiểu tóc vẫn là bạo tạc tình trạng. Ba người y tá đem số hai giường bệnh bệnh nhân từ trên giường kéo xuống đi, sau đó trong đó hai cái y tá dắt lấy bệnh nhân hai cái chân, cứ như vậy đem bệnh nhân lôi ra ngoài. Cửa phòng bệnh bị nhốt, một lần nữa lâm vào hắc ám, dư tiếu mở mắt. Tiếu tỷ. Một bên chu tiểu trân ngồi dậy, hiện tại liền hành động sao? Chờ một chút. Dư tiếu nghiêng tai nghe động tĩnh bên ngoài, chờ tiếng bước chân vang lên. Ba người ngồi tại đen nhánh trong phòng bệnh an tĩnh chờ lấy, cuối cùng các nàng nghe thấy được kia quen thuộc ầm ầm tiếng bước chân. Đi. Dư tiếu dẫn đầu xuống giường, cẩn thận mở cửa ra một cái khe hở. Ba người chen tại cửa ra vào khẩn trương nhìn chầm chầm ngoài cửa hành lang, tiếng bước chân càng lúc càng lớn, rất nhanh các nàng đã nhìn thấy dưới ánh đèn cái bóng thật dài. Cái bóng càng lúc càng ngắn, tại cái bóng cuối cùng là từng dãy ăn mặc đường vân quần áo bệnh nhân, đếm không hết chết lặng đờ đẫn bệnh nhân. Tối hôm qua chỉ là nghe thấy thanh âm, hôm nay tận mắt nhìn đến các nàng mới cảm nhận được rung động. Đếm không hết ăn mặc đồng dạng quần áo bệnh nhân đem hành lang đứng đầy, xếp thành đội ngũ thật dài cùng một chỗ chạy, đã chạy 5 phút, đội ngũ như cũ không có từ cửa phòng bệnh rời đi. Triệu Lam một mực tại nhìn thời gian, thấy thời gian không sai biệt lắm, nàng nói. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, hiện tại kinh qua phòng bệnh chính là đội ngũ trung hậu đoàn, chúng ta cần phải đi. Dư tiếu cái thứ nhất ra ngoài, tìm đúng một cái khe hở cắm vào trong đội ngũ, sau đó lấy đồng dạng tốc độ cùng đội ngũ cùng nhau chạy. Những bệnh nhân này bị cắt đầu óc, không có tư tưởng cũng không có dục vọng, liền xem như ngửi được người sống hương vị cũng sẽ không sinh ra bất kỳ ý tưởng gì, ba người rất dễ dàng liền xâm nhập vào đội ngũ. Đội ngũ vẫn bước chạy vọt về phía trước chạy, chạy trước chạy trước tiền phương chính là phòng giải phẫu. Dư tiếu khẩn trương nhìn chầm chầm tiền phương, đội ngũ phía trước nhất vẫn không có chậm lại tốc độ, cũng không có bất luận cái gì lấy chuyển biến ý tứ. Cứ như vậy thẳng tắp không chút do dự xong về phòng giải phẫu bên cạnh vách tường, dư tiếu trái tim đều nhanh nhất đến cổ họng, sau đó nàng nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Đội ngũ vọt thẳng tiến vào trong tường, không có chút nào cách trở vọt vào mà đêm qua các nàng ba cái rõ ràng tự tay đã kiểm tra vách tường, vách tường không có bất cứ vấn đề gì. Vậy mà lúc này căn bản không có nàng do dự thời gian, nàng bị đội ngũ lôi cuốn lấy hướng phía ố vàng loan lỗ vách tường đụng vào. Trước mắt sáng người biến mất, chung quanh là vô biên vô tận hắc ám. Ngoại trừ tiếng bước chân dư tiếu cái gì cũng không nghe thấy, nàng thậm chí ngay cả mình tiếng tim đập đều nghe không được, chỉ có thân thể vẫn tại máy móc chạy trước, chạy trước. Nàng thậm chí còn không kịp thích ứng phần này hắc ám, ánh sáng lại lần nữa giáng lâm. Trước mắt là quen thuộc hành lang, đỉnh đầu là quen thuộc ánh đèn, hết thảy phản phất cùng lúc trước giống nhau như đúc. Dư Tiếu quay đầu lại, phía sau đội ngũ ngay tại theo một mặt tường chạy vừa đi ra. Nàng hướng về bốn phía quan sát, đây cũng không phải là nàng nguyên bản chỗ tầng kia, nàng biết đến, nàng cảm giác được vừa rồi kia ngắn mũi hắc ám khu vực hẳn là xảo xảo nói hai tầng lầu ở giữa vị trí, nơi đó là nhân viên y tế chưa từng đặt chân địa phương. Chu Tiểu Trân thở hỗn hển, của nàng thể lực vốn là không tốt, lại thêm mang theo một hộp mạt trượt chạy, thể lực chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hết. Triệu Lam nghiêng đầu nhìn nàng một cái, đưa tay ra nói. Mạt trượt cho ta, ngươi chịu đựng. Từng. Chu Tiểu Trân không nói gì thêm, chỉ là đem mạt trượt đưa cho Triệu Lam, nàng lấy tiết kiệm mỗi một phần thể lực các nàng cứ như vậy một tầng lại một tầng chạy trước mỗi một tầng đều không khác mấy ngoại trừ trên tường họa địa phương khác cơ hồ giống nhau như đúc cuối cùng tại một lần xuyên qua tường về sau các nàng xem gặp không giống tràn cảnh rộng rãi đại sảnh đại đại đèn thủy tinh nguyên một mặt tường to lớn viện trưởng chân dung môn chẩn bộ truyền dịch sảnh hiệu thuốc cùng vừa mới trải qua phòng làm việc của viện trưởng ba người kích động không thôi liền ngay cả chạy bộ đều càng có lực hơn. Trong lúc các nàng cuối cùng đi theo đội ngũ trở lại thuộc về các nàng tầng kia lúc, Dư Tiếu cùng Chu Tiểu Trân đều mệt đến nhanh phun. Hai người dựa vào tường không người từng ngụm từng ngụm thở, một bên triệu lam thần sắc nhẹ nhõm giúp các nàng đập lưng. Cái này thể năng thể thật hữu dụng ôi. Triệu lam hưng phấn nói. Ta nhìn trong thương thành liền có bán thể năng thẻ, chính là rất đắt, lấy 50 điểm tích lũy mới có thể mua một chiếc đợi chúng ta giàu có ta cho các ngươi một người mua một chiếc thể năng thẻ dùng dùng chu tiểu trân mệt mỏi ngay cả lời đều nói không ra chỉ có thể liên tục gật đầu đến biểu thị của nàng đồng ý chị lam dư tiếu hơi hồi tới điểm đã đi theo chạy qua một chuyến ngươi cảm thấy chúng ta kế hoạch có thể làm được thông sao ta cảm thấy có thể triệu lam mặc dù có phong hiểm nhưng ta cảm thấy đáng giá thử một lần vậy được chúng ta liền theo nguyên kế hoạch xử lý đi nói nàng viện tường đứng lên viện chân tường chậm rì rì đi tới không được ta nhất định phải đi ngủ bằng không thì ngày mai khẳng định nghỉ cơm ba người trở lại phòng bệnh dư tiếu nằm ở trên giường vất vả về sau có thế có một cái giường có thể nằm dù cho cái giường này cũng không làm sao mềm mại dư tiếu y nguyên cảm thấy rất hạnh phúc thật hy vọng có thế lại sống thêm mấy năm a à, còn sống thật là tốt a à. Chu Tiểu Trân cuối cùng bình phục khí tức, nhớ tới ba người kế hoạch, nhớ tới trời tối ngày mai sắp đến kích thích, Chu Tiểu Trân cảm khái nói: "Thật không nghĩ tới a, à, ta vốn cho là ta sẽ phổ phổ thông thông sống hết đời, không nghĩ tới ta cũng có thể sống như thế kích thích." Nghe được của nàng cảm khái, Triệu Lam trong lòng tự nhủ tuổi trẻ thật tốt, thật có sức sống, không giống nàng chỉ nghĩ không làm việc cũng có tiền xài, tốt nhất mỗi ngày đều có thế nằm trong nhà soát soát điện thoại ngươi cảm thấy có ý tứ liền tốt triệu lam nói dù sao cũng sau mỗi ngày lo lắng hải hùng muốn tốt rất nhiều chị lam ngươi sợ hãi sao chu tiểu trân hỏi triệu lam vốn cho là chính mình là sợ khả năng nghiêm túc suy tư một chút phát hiện chính mình thật giống đồng thời không có như vậy sợ hãi ta cảm thấy đây là một cái cơ hội chúng ta đều là người may mắn chu tiểu trân con mắt trong bóng đêm chiếu sáng rạng rỡ tại trong thế giới hiện thực, chúng ta đều là ung thư người bệnh. Chị Lam ngươi mỗi ngày nằm ở trên giường truyền dịch, ta làm xong trị bệnh bằng hóa chất còn có xạ trị, tiếu tỷ liên thủ thuật đều không làm được. Thế nhưng là chúng ta ở chỗ này, chỉ cần kiếm được điểm tích lũy liền có thể mua được thời gian, có thời gian chúng ta liền có thể một mực sống sót. Ta muốn sống. Chu Tiểu Trân bỗng nhiên nghẹn ngào, coi như rất vất vả, coi như mỗi ngày ăn cơm đều phải lo lắng hải hùng, ta cũng nghĩ sống sót. Triệu Lam bị xúc động, Chu Tiểu Trân nói không phải là không nàng đáy lòng lời nói. Nàng yên lặng trà sát đem nước mắt, tiếu tiếu đâu? Tiếu tiếu ngươi sợ hãi sao? Ta tiếu tỷ là ai a, à? nàng chắc chắn sẽ không sợ hãi. Chu Tiểu Trân quay đầu đi xem dư tiếu, đúng không, tiếu tỷ? Dư tiếu. Dết 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 dết. Thôi, ngủ đi. Chu Tiểu Trân điều chỉnh lại tư thế, Quả nhiên một cái ngay cả quỷ cũng dám đùa giỡn người là không có hứng thú hơn nửa đêm cảm giác cuộc sống, cái này quá dung tục. Tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon. Chương 18 Thánh Elizabeth 11 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 18 Thánh Elizabeth 11 đông 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 Tại gõ trọn vẹn 5 phút phía sau cửa, cửa cuối cùng được mở ra. Trong văn phòng kiều trị y nguyên ngồi đang làm việc sau cái bàn mặt, hắn cho tới bây giờ đều là loại trạng thái này, dư tiếu rất lo lắng cái hông của hắn bàn. Buổi sáng tốt lành, dư tiếu vui sướng hướng hắn chào hỏi, lại gặp mặt kiều trị bác sĩ, kiều trị tấm kia mặt tái nhật dần dần hiện xanh, tự hồ nhìn thấy dư tiếu là một kiện vô cùng tra tấn sự tình. Nữ sĩ Kiều trị thanh âm không có chút nào cảm xúc, mời đến đi. Dư tiếu đi vào liền cùng về nhà đồng dạng đặc biệt thành thạo kéo qua cái ghế ngồi ở kiều trị đối diện, thân yêu kiều trị bác sĩ, ta có một vấn đề mong muốn hỏi ngài, không biết ngài có phải không thuận tiện làm ta giải đáp. Kiều trị mặt không chút thay đổi, nói một chút. Dư tiếu, ngươi có bạn gái sao? Kiều trị mặt bóp méo thoáng cái, nắm vuốt bút tay nổi gân xanh, tự hồ tại cưỡng ép nhẫn nại lấy cái gì, ngươi nhất định phải hỏi cái này. Phốc phốc. Dư Tiếu che miệng phi thường thuộc nữ cười, người ta nói đùa rồi, Kiều Trị bác sĩ ngươi hảo nghiêm túc nha. Chắc chắc. Trong tay bút máy ứng thanh mà đứt. Ai nha? Dư Tiếu kinh ngạc nhìn Kiều Trị, hảo tiếc là nha, ngài không thích chi này bút sao? Kiều Trị đem bút gãy buông xuống, ánh mắt sâm như nhìn xem Dư Tiếu, nữ sĩ, ngài nếu như không có việc gì liền mời rời đi đi. Ta có việc, ta xác thực có một vấn đề mong muốn hỏi ngài. Dư Tiếu nói lộ ra thần sắc hưng phấn, nói. Kiều trị bác sĩ, chúng ta đã tìm tới phòng làm việc của viện trưởng. Phải không? Kiều trị bỗng nhiên liền không nóng nảy, tâm hắn bình khí cùng dậy, hai tay khoanh thả trên chân, trong nháy mắt liền nhàn nhã. Là thật, phòng làm việc của viện trưởng thì ở lầu 1. Dư Tiếu mắt lộ ra vẻ mơ ước, không có gì bất ngờ xảy ra đêm nay chúng ta liền có thể xuất viện. Phải không? kiều trị nho nhã lễ độ mà nói chúc mừng các ngươi ta liền biết ngươi sẽ vì ta cao hứng dư tiếu nói do dự tự hồ có chuyện không nói ngài còn có cái gì muốn nói sao kiều trị khóe miệng mang theo cười tâm tình vui vẻ mà nói xin cứ việc nói ta là của ngài bác sĩ chủ trị ngài nói với ta cái gì cũng có thể vậy được rồi ta nói dư tiếu nhăn nhó thoáng cái nói trải qua những ngày chung đụng này, ta cảm thấy kiều trị bác sĩ ngài thật sự là một vị anh tuấn thân sĩ. Sẽ phải rời đi, ta thật rất không nỡ ngài, nếu như có thể mà nói, đêm nay ta rời đi thời điểm ngài có thế tới đưa tiễn ta sao? Kiều trị im lặng, không phải là bởi vì dư tiếu yêu cầu làm hắn khó xử, mà là bởi vì hắn thật rất đáng ghét dư tiếu dùng loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện. Ngay cả như thế chút ít yêu cầu đều không được sao dư tiếu mặt mũi tràn đầy thất vọng ta còn tưởng rằng chúng ta là bằng hữu đâu liền xong câu nói này kiều trị quyết định đêm nay tự mình đi nhìn xem dư tiếu tử trạng được rồi kiều trị ta đáp ứng ngươi ta cảm thấy kiều trị người không sai nói xong câu đó sau chu tiểu trân sửng sốt một chút sửa lời nói quỷ không sai hắn mặc dù thích ăn một chút buồn nôn đồ vật còn thích lừa dối người nhưng tổng thể tới nói là không sai dù sao hắn dáng dấp đẹp trai như vậy còn không có chủ động hại qua người chu tiểu trân đối kiều trị đánh giá tương đương chi cao thật nếu có một ngày ta chết đi ta sẽ nghĩ biện pháp về tới đây sau đó mỗi ngày đi gõ kiều trị cửa triệu lam thật là không thể nào hiểu được cái này mười mấy tuổi thiếu nữ ý nghĩ ngươi là nhìn qua bệnh viện số bốn diễn đàn kiều trị hắn là bác sĩ chủ trị là tương đương với dẫn đạo npc tồn tại hắn đương nhiên sẽ không hại người bởi vì quy tắc không cho phép ôi ta biết chu tiểu trân biểu cảm có chút tang thương ta chính là tùy tiện nói một chút chủ yếu là thư giãn thoáng cái tâm tình của ta dù sao buổi tối hôm nay ta còn rất khẩn trương lúc này ba người ngay tại ăn bữa tối toàn bộ trong bệnh viện cần đúng hạn ăn chỉ có các nàng ba cái cũng chỉ có các nàng ba cái lại ở chỗ này ngồi nói chuyện phím. Những bệnh nhân khác uống thuốc đều sẽ sớm đi vào phòng bệnh, sau đó lại cũng không đi ra. Ta thật sự là chịu đủ nơi này, mỗi ngày chỉ có thể ăn trái cây nhào bột mì bao. Chu Tiểu Trân buồn bực ngán ngẫm vạch lên bánh mì, còn có chính là bị huyết bồn đại khẩu gì nhìn lén. Dư Tiếu quay đầu đi, sau lưng y tá đứng cửa run rẩy thoáng cái, có một cái tay chưa kịp rụt về lại mà bị giáp tại ngoài cửa cái tay kia ở ngoài cửa co quắp thoáng cái hiển nhiên dạng này là không vào được thế là cửa được mở ra một cái khe hở cái tay kia thật nhanh rụt đi vào dư tiếu quay đầu trở lại nói đừng để ý các nàng đêm nay ta liền giúp ngươi xuất khí đi thôi triệu lam đứng lên nói về trước đi ngủ một hồi tối hôm qua ngủ thời gian không đủ ta buồn ngủ quá a à. ba người lắc lắc ung dung về tới phòng bệnh miên bản ngồi ở trên giường chơi xảo xảo thấy các nàng trở về, thật nhanh nằm xuống dùng chăn mền đem đầu che lại. Dư tiếu không để ý tới nàng, nàng phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Tắt đèn sau dư tiếu bị đồng hồ báo thức đánh thức, triệu lam nhốt đồng hồ báo thức, trong bóng đêm nhỏ giọng nhắc nhở hai người, giữ vững tinh thần đến, đêm nay chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Chu tiểu trân đem mạc trượt hộp ôm vào trong ngực, khẩn trương nói. Yên tâm đi, ta đêm nay khẳng định ra sức. Sau đó phòng bệnh lâm vào yên tĩnh, chỉ chốc lát sau không nhanh không chậm tiếng bước chân tại hành lang bên trên vang lên. Dư tiếu nhắm hai mắt, cẩn thận nghe. Cửa được mở ra, tiếng bước chân tới gần, vây ở dư tiếu giường bệnh chung quanh. Ba người y tá nhìn xem trên giường bệnh không nhúc nhích dư tiếu, các nàng thuần thục vén chăn lên. Vừa muốn đi túng trên giường bệnh người, dư tiếu đột nhiên mở to mắt một cái nằm ngửa ngồi dậy ngồi dậy. Ba người y tá tại chỗ ngây dại, hiển nhiên tràn cảnh này có một chút vượt qua dự liệu của các nàng. Có điều các nàng vẫn là rất kính nghiệp, rất nhanh liền kịp phản ứng, vương tay tiếp tục bắt dư tiếu. Dư tiếu khẽ quát một tiếng, tiểu trân. Sát vách giường chăn mền đột nhiên bay lên, trùng lên khoảng cách chu tiểu trân gần nhất cái kia bạo tạc đầu y tá trên đầu. Chu tiểu trân mang theo mạc trượt hộp lóe sáng ra sân, đêm dài đằng đẵng, chúng ta tới chơi mạc trượt đi. Ba cái kia y tá sững sờ, sau đó cùng Chu Tiểu Trân cùng nhau trên mặt đất ngồi xuống, Chu Tiểu Trân đem mạt trượt hộp mở ra, từng cái tuyết trắng tượng mã não đồng dạng mặt trượt bị khuynh đảo trên mặt đất. Ba quỷ một người động tác thuần thục xoa dậy mặt trượt, trong phòng bệnh vang lên vui sướng ào ào âm thanh. Xoa xoa mạt trượt, Chu Tiểu Trân trong lúc cấp bách tranh thủ nói. Hai người nhanh hành động, nơi này liền giao cho ta. Dư Tiếu cùng Triệu Lam lập tức xuống giường, hai người đẩy một chiếc giường bệnh đi tới phòng giải phẫu trước cửa. Về sau Triệu Lam một mực không ngừng nhìn thời gian, cuối cùng nàng nói. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, bắt đầu đi. Từng. Dư tiếu gật gật đầu, từ trong túi móc ra một chồng phù lục, một cái tay khác trùng trùng đập lên phòng giải phẫu đại môn. Phanh phanh phanh. Con lợn béo đáng chết. Dư tiếu hét lớn một tiếng, mau ra đây nhận lấy cái chết một bên triệu lam run một cái, tiếu tiếu thật sự là so tiểu trân còn muốn đáng sợ nhiều lắm a. À. Rất màn trập liền được mở ra, heo mập bác sĩ đẩy cửa ra trông thấy hai người bọn họ sau rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó mắt lộ ra hung quang mở ra huyết bồn đại khẩu gào thét, hắn tức giận, hai cái này đồ ăn lại dám khiêu khích hắn. Nào biết được miệng hắn mới vừa mở ra, dư tiếu cũng nhanh như thiểm điện hướng trong miệng hắn lấp thứ gì. Heo mập một lần nữa ngây ngẩn cả người, miệng bên trong cái kia là cái gì? Làm một chút, thật khổ ăn nha. Quanh. Cửa phòng giải phẫu trống rỗng xuất hiện một đạo sáng chói kinh lôi, tránh được dư tiếu cùng triệu lam đều mắt mở không ra. Nổ thật to âm thanh trong hành lang quanh quẩn, toàn bộ bệnh viện đều có thể cảm nhận được rung động. Dư tiếu hướng trong miệng của hắn lấp một chiếc vận xét đánh túy phù. Trong văn phòng kiều trị nghe được thanh âm, hắn lộ ra một cái nụ cười, bây giờ liền bắt đầu sao? lôi điện tiêu tán, dư tiếu trước mắt là một cái toàn thân biến thành màu đen, miệng há được to lớn người béo mập. Heo mập bác sĩ gặp đã kích quá lớn, miệng đầy răng nanh đều bị tạc rơi mất. Hắn một lát hồi không đến, thẳng tắp hướng phía dưới ngã xuống. Triệu Lam đã sớm chuẩn bị, kịp thời đẩy giường bệnh đi qua, heo mập bác sĩ vừa lúc ngã xuống trên giường bệnh. Lúc này dư tiếu một cái cất bước nhảy tót vào trong phòng giải phẫu, chỉ chốc lát sau nàng đi ra, tay trái cầm buộc chặt mang, tay phải mang theo cưa điện. Hai người căn bản không cần giao lưu, hết sức ăn ý bắt đầu đem heo mập bác sĩ buộc chặt tại trên giường bệnh. Buộc xong trong hành lang vừa lúc vang lên quen thuộc ầm ầm tiếng bước chân, dư tiếu nhìn xem Triệu Lam, ngươi cẩn thận. Yên tâm. Triệu Lam nở nụ cười, từ nhỏ đến lớn, phàm là nhận biết ta người cũng khen ta đáng tin cậy trong hành lang vô số ăn mặc đường vân quần áo bệnh nhân bệnh nhân hướng phía bên này trào lên mà đến dư tiếu lui tiến vào trong phòng giải phẫu triệu lam tại bệnh nhân đại quân chạy qua thời điểm đẩy giường bệnh gia nhập vào biến mất tại loan lỗ vách tường về sau đợi tất cả bệnh nhân đều biến mất không gặp dư tiếu theo trong phòng giải phẫu đi ra nàng mở ra cưa điện chốt mở cưa điện kinh khủng vù vù âm thanh trong hành lang quanh quẩn dư tiếu một tay phù lục một tay cưa điện lấy một loại lục thân không nhận bộ pháp đi tại trống rỗng trong hành lang. ầm, uhm. Cửa phòng bệnh bị thô lỗ đá văng. Đang đánh mặt trượt ba quỷ một người đều kinh ngạc một chút, sau đó các nàng đã nhìn thấy dư tiếu dẫn theo cưa điện nghênh ngang đi đến. Chu tiểu trân đại hỷ, tiếu tỷ, Dư tiếu đi qua, đem vù vù cưa điện huyền tại ba người y tá đỉnh đầu, đối chu tiểu trân nói. Ngươi làm nhanh lên, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy các nàng sợ hãi biểu cảm ba người y tá vẽ mặt nhăn nhó thoáng cái lại vẫn cứ động một cái cũng không thể động bạo tạc đầu y tá hai mắt huyết hồng bắt một chiếc bài sau đó nói gà con ha ha chu tiểu trân hưng phấn không thôi ta hồ á tác giả có lời muốn nói chu tiểu trân ta đối bạn trai yêu cầu không cao chỉ cần có thể cho ta cảm giác an toàn là được rồi tựa như không sai, liền cùng tiếu tỷ không sai biệt lắm là được rồi. Cảm tạ tại 2022. 02 16 17 04 47 2022. 02 17 17. 26 02 trong lúc đó làm ta để lại bá vương phiếu hoặc là tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha cảm tạ để lại địa lôi tiểu thiên sứ. Gừng tiểu gia, ngốc mèo không ngốc nha một cái, cảm tạ tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ thú bông 20 bình, mèo không mèo 5 bình, mỉm cười 2 bình, phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 19 Thánh Elizabeth 12 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 19 Thánh Elizabeth 12 Chu Tiểu Trân nhảy dựng lên chỉ vào bạo tạc đầu y tá, ta lựa chọn ngươi tiếp nhận trừng phạt. Bạo tạc đầu y tá. Bạo tạc đầu y tá. Ngay tại lúc đó ba cái bị mạc trượt quy tắc trói buộc chặt y tá đều đã khôi phục tự do, mặt khác hai cái y tá quay đầu trừng mắt dư tiếu, mở ra hai tấm huyết bồn đại khẩu, tham lam hướng phía dư tiếu tới gần. Dư tiếu một tay nhấc lấy cưa điện, một tay nắm vuốt phù lục, trong lòng tự nhủ tới đi, để các ngươi nếm thử ngủ lôi oanh đỉnh tư vị. Bỗng nhiên kia hai cái y tá biểu cảm biến đổi, thử lấy một tiếng răng nanh lộ ra thần sắc kinh khủng, thật nhanh ngồi xổm ở góc tường hai tay ôm đầu run lẩy bẩy. Dư tiếu. Dư tiếu bị một màn này bị hôn mê rồi, hai nàng chuyện ra sao? Một giây sau bạo tạc đầu y tá đỉnh đầu trống rỗng xuất hiện một đạo kinh lôi, không nghiêng lệch đánh trúng tại nàng trên đầu. ầm ầm. Trong phòng bệnh lập tức khói đen tràn ngập, dư tiếu kịp thời bịt lại miệng mũi mới không có bị sạc đến. Khụ khụ khụ. Tiếu tỷ khụ khụ khụ. Ngươi ở chỗ nào? chu tiểu trân trong bóng đêm tìm tòi ta nhìn không thấy ngươi khụ 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 dư tiếu vốn định trả lời nàng một cái miệng khói đen liền dành trước ăn không hướng miệng bên trong chui thế là nàng quả quyết ngậm miệng đánh chết cũng không mở miệng mấy phút sau khói đen tiêu tán phòng bệnh nguyên bản dáng vẻ hiển lộ ra dư tiếu còn đứng ở nguyên bản vị trí chu tiểu trân đi nhầm phương hướng lúc này chính nắm lấy một bệnh nhân tay run lẩy bẩy Nàng tập trung nhìn vào dư tiếu cùng với nàng cách một cái giường, lại cúi đầu xem xét, nàng chính lôi kéo lớn mập mẹ Lưu Thúy tay. Ô. Chu tiểu trân hổ khu chấn động, một cái hất ra con kia béo tay, hướng phía dư tiếu bay nhào mà tới. Lúc này dư tiếu chính nhìn trước mắt cái kia thẳng tắp đứng đấy không nhúc nhích bạo tạc đầu y tá, tóc nàng hình càng nổ tung, mặt cũng càng đen. Dư tiếu rốt cuộc minh bạch nàng trước đó vì sao lại là loại này tạo hình nàng nhịn không được hỏi Chu Tiểu Trân, ngươi vì cái gì lúc nào cũng bổ nàng một cái. Chu Tiểu Trân nắm chặt dư tiếu tay áo, đương nhiên mà nói. Tóc của nàng như vậy nồng đậm, ta chán ghét nàng. Dư tiếu. Còn có tiếu tỉ, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Chu Tiểu Trân hoảng sợ chỉ vào góc tường hai cái y tá, các nàng đứng lên. Lúc này góc tường hai tên y tá đã đứng lên, tự hồ biết Chu Tiểu Trân mạch trượt tạm thời không cách nào sử dụng, eo của các nàng đều đứng thẳng lên, biểu cảm cũng càng thêm tham lam hung ác. Nhìn thẳng nhìn chầm chầm dư tiếu cùng chu tiểu trân, phản phất hai người bọn họ đã là đến miệng thịt mỡ. Bên trái cái kia đột nhiên há miệng ra 180 độ, ô a. À. Một cây màu đỏ tươi thật dài đầu lưỡi đưa ra ngoài, tượng một cái linh hoạt trắng hướng phía sông biểu đập vào mặt. Bên phải nâng lên hai tay, hai đầu cánh tay cùng nhau duỗi dài, khô sắc bén nhọn tay trong nháy mắt liền đi tới dư tiếu trước mặt. Chu Tiểu Trân ngoạ tào một tiếng, trốn đến Dư Tiếu sau lưng. Dư Tiếu không chút hoang mang, tay trái vừa nhấc, một chiếc ố vàng lá bùa dán tại lưỡi dài trên đầu. Lưỡi dài đầu y tá. Ầm ầm. Một đạo so trước đó càng thêm thanh thế thật lớn kinh lôi bổ xuống, dài cánh tay y tá đều sợ ngây người, không phải nói lần này tới đều là người mới sao. Làm sao có thể có cao dai phù lục. Một giây sau nàng cảm giác cánh tay mát lạnh, quay đầu đi, đã nhìn thấy một cặp trụi lũi cánh tay. cúi đầu xem xét, trên mặt đất có hai con tay gãy ngay tại nhảy nhót, tự hồ là mong muốn trở lại trên cánh tay đi. Tiểu Trân Dư Tiếu Hô Nắm tay thu lại tay Chu Tiểu Trân ghét bỏ ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay áo bao lấy tay nắm dậy một con tay gãy, tay của nàng xấu quá à, máu đều là hắc, hương vị thật là khó ngửi. Dài tay y tá như thế ghét bỏ ngươi trả lại cho ta a à. ông ông bên tai là cưa điện âm thanh vù vù dài tay y tá ủy khuất ba ba nhìn xem dẫn theo cưa điện hướng chính mình đến gần dư tiếu dư tiếu đem xâm nhiên nhìn xem nàng không muốn chết liền nằm xuống há miệng ra ôi chao chu tiểu trân kính nể không hiểu tiếu tỷ khẩu vị của ngươi thật nặng a à. lúc này triệu lam đã đẩy giường bệnh đi theo đội ngũ chạy tới tầng một mắt thấy tiền phương chính là phòng làm việc của viện trưởng, trên giường heo mập bác sĩ cũng thoáng hồi đến đây, ngay tại yếu ớt giải dụa. Triệu Lam đột nhiên thoát ly đội ngũ, để giường bệnh bỗng nhiên hướng phía phòng làm việc của viện trưởng đánh tới. Thoáng hồi tới heo mập bác sĩ mở ra bị tạc được không khép lại được miệng ngay tại giải dụ, bỗng nhiên hắn đã nhìn thấy gánh chịu lấy giường bệnh của mình nghĩa vô phản cố hướng phía phòng làm việc của viện trưởng cửa đụng tới. Heo mập bác sĩ bắt đầu kịch liệt giằng co, Nắng ngủi nửa phút bên trong tâm tình của hắn liền từ chấn kinh biến thành sợ hãi, lại từ sợ hãi biến thành điên cuồng, cuối cùng biến thành tuyệt vọng. Dường bệnh cuối cùng vẫn đụng phải cửa, phát ra tiếng vang ầm ầm. Ầm. Triệu Lam lập tức tuột tay, xoay người thật nhanh trốn vào gian tạp vật bên trong. Theo bệnh nhân đại bộ đội biến mất, trong hành lang lâm vào yên tĩnh. Heo mập bác sĩ lẻ loi trơ trọi một cái quỷ nằm, ngay cả giải dụa cũng không dám, cuối cùng hắn nghe được cái kia chỗ này trong bệnh viện ai cũng không muốn nghe đến thanh âm. Đát. 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 Càng ngày càng gần tiếng bước chân. Kiếp nha. Cửa được mở ra. Trốn ở gian tạp vật triệu lam chân thực hiếu kỳ, ngồi sổng trên mặt đất xuyên thấu qua khe cửa hướng mặt ngoài nhìn. Trên giường heo mập bác sĩ còn tại giải dụa, phòng làm việc của viện trưởng cửa đã mở ra. Một cái ảm đạm thân ảnh từ sau cửa đi tới, kia là một cái ông lão hình tượng, cùng vẽ lên viện trưởng hình tượng rất tiếp cận. Nhưng là càng tái nhợt càng khô xác, tản ra tĩnh mịch khí tức, chỉ nhìn nhìn một cái triệu lam liền không nhịn được phát run. Cái kia tĩnh mịch viện trưởng từng bước một hướng phía heo mập bác sĩ tới gần, tốc độ của hắn cũng không nhanh, thậm chí có chút cứng ngắc. Nhưng là heo mập bác sĩ kích động dị thường, kịch liệt giằng co. Bị tạc được đầu lưỡi cùng răng đều không thấy miệng phát ra, ôi ôi, thanh âm lạch cạch. Trói buộc mang bị tránh thoát đoạn mất, heo mập bác sĩ rung lấy thịt mỡ linh hoạt theo trên giường bệnh bắn ra liền dậy, tốc độ cực nhanh liền xông ra ngoài. Sau đó Triệu Lam đã nhìn thấy, hắn thật giống bị ngăn trở giống nhau, tốc độ đột nhiên chậm lại. Viện trưởng cứng nắc không chút hoang mang từng bước một tới gần, sau đó nắm lấy hắn. Sau đó tràn cảnh Triệu Lam không có cách nào xem tiếp đi, nàng các loại trung ngoại truyền hình điện ảnh tác phẩm cũng nhìn không ít, khả nàng chưa hề nhìn qua máu tanh như thế tàn nhẫn như vậy như thế làm cho người buồn nôn tràn cảnh. Tiếng kêu thảm thiết kéo dài rất lâu, Triệu Lam dựa lưng vào tường ngồi dưới đất, hai tay bịt lấy lỗ tai. Các nàng kế hoạch ban đầu rằng, từ Triệu Lam đẩy heo mập bác sĩ đem viện trưởng dẫn ra. Sau đó Dư Tiếu cùng Chu Tiểu Trân sẽ ở trên lầu cưỡng ép tất cả nhân viên y tế, dùng cái này đem viện trưởng dẫn xuất tầng 1 dạng này lưu tại tầng 1 triệu lam liền có thể lẻn vào phòng làm việc của viện trưởng, tại ba người xuất viện trên báo cáo con dấu. Triệu lam sắc mặt tái nhật trông thấy viện trưởng rời đi tầng 1, nàng biết là kế hoạch tại thuận lợi tiến hành, viện trưởng bị dẫn đi. Thế nhưng là vừa rồi nàng tận mắt nhìn thấy, viện trưởng so với các nàng tưởng tượng được còn đáng sợ hơn quá nhiều, tiếu tiếu có thể ngăn cản được sao? Lúc này tầng cao nhất, vù vù âm thanh trong hành lang quanh quẩn một cái mảnh khảnh bóng người một tay cầm cưa điện, một tay kéo lấy một bóng người hành tẩu tại củ kỹ hành lang bên trong. Chu Tiểu Trân theo ở phía sau nhìn xem một màn này, trong lòng tự nhủ tiếu tỷ thật sự là đẹp trai ngây người, liền cái này tạo hình trực tiếp đi Đức Châu cưa điện sát nhân cùng đoàn làm phim, đạo diễn tuyệt đối như nhặt được chí bảo. Dư Tiếu trong tay kéo lấy chính là dài tay y tá, nha không, hiện tại là không có tay y tá. Nàng không chỉ có không có tay, còn không có răng vừa mới nàng bị uy hiếp nằm trên mặt đất hé miệng sau đó dư tiếu tàn nhẫn dùng cưa điện sạch sẽ nàng tất cả răng đây là người làm sự người này không chỉ có tàn nhẫn như vậy đối đãi nàng còn kéo lấy nàng tàn phá thân thể tại hành lang bên trên đi tới đi lui dư tiếu đi tới y tá trạm giờ phút này y tá trạm vô cùng yên tĩnh một bóng người cũng không những ngày này các nàng đại khái làm rõ ràng nơi này nhân viên y tế chia làm hai nhóm ban ngày ẩn hiện có trách nhiệm phân phát dược phẩm bảy người y tá trong phòng giải phẫu cơ bản chỉ ở buổi tối ẩn hiện một cái bác sĩ ba người y tá ầm uhm. y tá đứng cửa từ bên ngoài bị một cước đá văng bên trong bảy người y tá đều sợ ngây người cho tới bây giờ đều chỉ có các nàng gây sự với người khác lúc nào lại có thế có người dám đánh tới cửa ông ông thanh âm gì Bảy người y tá nhìn về phía cửa ra vào, sau đó các nàng đã nhìn thấy cửa ra vào cái kia dẫn theo cưa điện người, cùng bị nàng kéo lấy thảm hề hề đồng nghiệp. Người kia nhìn thấy các nàng, chẳng những không có đầu hàng, còn dám can đảm quay lưng lại sau dùng não trước đối các nàng. Đều ở nơi này. Dư tiếu xoay người gọi người chu tiểu trân, giữ cửa trắng, một cái cũng không cho phép chạy. Thật sự là có thể nhẫn nại không thế nhẫn nhục, bảy người y tá cùng nhau mở ra huyết bồn đại khẩu, liền muốn giáo dư tiếu làm người. Dư tiếu bỗng nhiên quay đầu, vứt xuống trong tay không có tay y tá, đưa tay lắc một cái. Xoát được thoáng cái, một chồng phù lục trung thành rồi hình quạt, dư tiếu lộ ra ngay răng mèo, để cho ta nhìn xem là ai lại không ngoan đâu. Y tá đứng ở giữa chu tiểu trân lục cái quyết, chính ân cần hướng dư tiếu miệng bên trong đưa. Giờ phút này các nàng bên người vây đầy y tá, có hai cái đấm chân, một cái pha trà, hai cái phiến cây quạt, còn có hai cái tại cho Chu Tiểu Trân đấm chân. Đột nhiên điện thoại vang lên. Ta thật còn muốn sống thêm 500 năm. Dư Tiếu xem xét là Triệu Lam đánh tới, vội vàng tiếp thông, lệch ra. Chị Lam, kiểu gì, làm xong sao? Tầng một phòng làm việc của viện trưởng trước cửa, Triệu Lam bờ môi tái nhật mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh mà nói. Chạy mau. Dư Tiếu. A. À, phòng làm việc của viện trưởng cửa ta mở không ra, đã dùng hết biện pháp cũng mở không ra. Triệu Lam nhìn thoáng qua trên mặt đất heo mập bác sĩ tàn chi thịt nát, vội vàng mà nói. Các ngươi chạy mau, viện trưởng phi thường đáng sợ, các ngươi không đối phó được. Để điện thoại di động xuống, dư tiếu biến sắc. Tác giả có lời muốn nói. Bài này theo chương 20. Bắt đầu nhập V, cũng chính là chương sau A ngày mai không điểm đổi mới, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chương sau phát hồng bao, nhớ kỹ Lưu Bình nha. Chương 20 Thánh Elizabeth 13 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 20 Thánh Elizabeth 13 một mực chú ý dư tiếu gọi điện thoại Chu Tiểu Trân phát hiện sắc mặt nàng thay đổi, thế là dùng ánh mắt hỏi nàng thế nào dư tiếu trái tim kịch liệt nhảy lên, nàng tính sai. Kỳ thật nàng một mực có cân nhắc qua viện trưởng là phi thường đáng sợ tồn tại, mà nàng cũng làm ra tương ứng chuẩn bị. Tỷ như nói nghĩ biện pháp khống chế lại tất cả nhân viên y tế, phá hư lực chiến đấu của bọn hắn, để bọn hắn không thể trở thành viện trưởng giúp đỡ. Nàng tiết kiệm tới tất cả phù lục đều định dùng tại viện trưởng trên thân, coi như không thể đối viện trưởng tạo thành thương tổn cực lớn, chí ít cũng có thể vòng quanh một phen. Nàng vốn là muốn chính là ngăn chặn viện trưởng, cho Triệu Lam tranh thủ thời gian tiến vào phòng làm việc của viện trưởng, khả nàng làm sao cũng không nghĩ ra phòng làm việc của viện trưởng cửa thế mà mở không ra. Trong điện thoại Triệu Lam để nàng chạy mau, thuyết minh viện trưởng đã đi tìm tới. Thế nhưng là dư tiếu lại có thể chạy tới chỗ nào đây toàn bộ bệnh viện không có cái gì địa phương là viện trưởng không đi được. Càng đáng sợ chính là bởi vì quá khẩn trương của nàng ngắt quản tính tai biết lại muốn phát tác, bên tai thanh âm càng ngày càng yếu ớt thẳng đến nàng trông thấy chu tiểu trân bờ môi đang động lại nghe không gặp bất kỳ thanh âm gì dư tiếu nhìn xem chu tiểu trân nhẹ nhàng lắc đầu chu tiểu trân sững sờ đã nhìn thấy dư tiếu giống như vô tình sờ soạn thoáng cái tai chu tiểu trân mặt lập tức liền trắng nàng xem hiểu tiếu tỷ lại nghe không thấy mà còn ngay lúc này nàng nghe thấy được thanh âm bên ngoài kia là một cái không chút hoang mang tiếng bước chân so heo mập thầy thuốc tiếng bước chân nhẹ nhàng sau giấc giờ tiếng bước chân trì độn, đây là viện trưởng tiếng bước chân. Nàng nghĩ muốn nói cho Dư Tiếu viện trưởng ngay tại bên ngoài, thế nhưng là Dư Tiếu nghe không được, nàng cũng không dám có động tác gì, vạn nhất những thứ này bị các nàng khống chế lại y tá phát hiện Dư Tiếu tai nghe không được, ai cũng không thể cam đoan các nàng vẫn sẽ hay không ngoan ngoãn nghe lời. Thế là nàng chỉ có thể một mặt hoảng sợ nhìn xem cửa phương hướng Hy vọng Dư Tiếu có thể dựa vào nét mặt của nàng nhìn ra bên ngoài có một cái đáng sợ tồn tại đang đến gần. Dư Tiếu xem hiểu, mà còn nàng nhìn thấy càng nhiều. Ngay tại Chu Tiểu Trân một mặt sợ hãi nhìn về phía cửa phương hướng lúc, những y tá kia cũng là đồng dạng một mặt sợ hãi nhìn xem cửa phương hướng. Dư Tiếu nhớ tới Triệu Lam mà nói, viện trưởng phi thường đáng sợ, các nàng không đối phó được. Trong điện thoại Triệu Lam ngữ khí mặc dù lo lắng sợ hãi, nhưng có thể nghe ra thân thể của nàng đồng thời không có vấn đề hẳn là không có thụ thương thuyết minh nàng cùng trong kế hoạch giống nhau tại viện trưởng còn không có trông thấy của nàng thời điểm liền trốn đi đã như vậy nàng là thế nào biết viện trưởng phi thường đáng sợ nàng nhất định là nhìn thấy cái gì kết hợp với các y tá sợ hãi thần sắc dư tiếu trong lòng có suy đoán nàng mở ra điện thoại sổ truyền tin ngón tay đứng tại một cái mã số lên trống rỗng trong hành lang quanh quẩn một tiếng lại một tiếng tiếng bước chân, một cái mảnh dài cái bóng tại dưới ánh đèn bị kéo đến rất dài, tượng một con trong lòng đất dãy dụa ác quỷ. Trong phòng làm việc giấc giờ nghe được thanh âm này, hắn thâm trầm cười, lúc nào cũng có người tự cho là thông minh. Tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì hắn không cần đoán cũng có thể biết, dù sao cảnh tượng như vậy hắn đã nhìn qua quá nhiều lần. Chỉ có điều đêm nay có một chút khác biệt, bởi vì hắn muốn tận mắt trông thấy cái kia dám can đảm uy hiếp nữ nhân của hắn như thế nào tuyệt vọng chết đi. Giấc giờ cũng xuất hiện ở trong hành lang, hắn nhắm mắt lại, khóe miệng mỉm cười cảm ứng được cái kia đáng sợ tồn tại đã đi tới y tá trạm trước cửa. Y tá đứng ở giữa chu tiểu trân nghe được tiếng bước chân gần trong gan tất, sau đó ngừng lại. Nàng rốt cuộc không che giấu được, bắt đầu điên cuồng cho dư tiếu nháy mắt. Dư tiếu mặc dù nghe không được, nhưng cũng biết thời khắc nguy hiểm nhất đã đến tới không dung nàng do dự ngón tay của nàng đè xuống bấm cái số kia dốc giờ đang xem hí tình cảnh này nếu như có thế có một viên tươi mới đầu óc làm đồ ăn vặt vậy liền không thể tốt hơn có điều không quan hệ quỷ sinh nào có thập toàn thập mỹ ngần ấy nho nhỏ khuyết điểm không cần để ở trong lòng sau đó hắn liền nghe đến từ trên người chính mình truyền tới thanh âm quen thuộc tích 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 Giấc giờ biểu cảm trống không một cái chớp mắt trở thành bác sĩ chủ trị đến nay hắn lần thứ nhất mờ mịt là ai thế mà ngay tại lúc này gọi điện thoại cho hắn một con vô cùng tay khô héo đặt tại y tá đứng chốt cửa bên trên ngay tại muốn mở ra cửa trong nháy mắt đó trong hành lang truyền đến một thanh âm tích, tích 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 tay khô héo dừng một chút sau đó buông ra nắm tay Giấc giờ lấy điện thoại di động ra nhìn thấy cái kia hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được dãy số tái nhật tuấn mỹ mặt rốt cuộc khống chế không nổi, vặn vẹo thành rồi một cái đáng sợ biểu cảm. Thật, nếu như hết thảy có thể từ đầu tới qua, hắn nhất định sẽ tại biết truyền nhân vào đây ngày đầu tiên liền đem nàng cho bóp chết, dù là hắn lại nhận trừng phạt làm tiếng bước chân vang lên lần nữa, Chu Tiểu Trân nghe thấy tiếng bước chân ngay tại rời xa, nàng không khỏi kích động ôm lấy người bên cạnh. Quá quá kích động, lại không dám nói chuyện, nàng đành phải ôm người dùng sức lay động chung quanh các y tá mặc dù không cần hô hấp, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra, kích động lẫn nhau ôm lấy nhau. Trở nên kích động về sau, Chu Tiểu Trân phát hiện bờ vai của mình ướt. Nàng sững sờ, phát hiện mình ôm lấy người y tá, cái kia y tá một mặt thèm nhỏ dãi nhìn xem nàng, ngụm nước ào ào chảy xuống. Chu Tiểu Trân đẩy ra nàng, giơ tay lên một cái bên trong mặt trượt uy hiếp nhìn xem nàng. Y tá sợ hãi rụt cổ một cái, vĩ khuất ngồi sổng ở chỗ ngoặt nhìn xem các nàng kích động dáng vẻ, dư tiếu biết mình thành công. Viện trưởng cũng không phải là khóa chặt bệnh nhân, hắn cũng sẽ bị những vật khác hấp dẫn. Nhìn xem góc trẻ xuất hiện cao gầy khô gầy thân ảnh, khóe mắt co quắp thoáng cái, dốc giờ trốn vào văn phòng, tắt đi điện báo. Hắn chuẩn bị lấy nhân chi thân còn trị kỳ nhân chi đạo, lập tức bấm dư tiếu điện thoại. Thật xin lỗi, ngài gọi người sử dụng máy đã đóng, xin gọi lại sau. Giấc giờ đưa di động ném đi y tá đứng ở giữa, Chu Tiểu Trân nghe thấy được bên ngoài truyền đến rất lớn tiếng vang, giống như là cửa bị đạp bay thanh âm về sau nàng lại nghe thấy kịch liệt thanh âm, nàng nghe không rõ đó là cái gì thanh âm, tóm lại động tĩnh thật lớn, thỉnh thoảng có nện tường thanh âm, dù sao rất kịch liệt. Nàng quay đầu đi xem dư Tiếu, chỉ thấy dư Tiếu mặc dù nghiêm túc lại nghiêm túc, nhưng đáy mắt vẫn là lộ ra một tia mờ mịt. Chu Tiểu Trân lấy điện thoại di động ra đem hiện tại tình huống viết tại bản ghi nhớ bên trong, sau đó đưa cho Dư Tiếu nhìn. Dư Tiếu xem xét liền hiểu, viện trưởng nhất định là cùng giót giờ đánh nhau. Dư Tiếu nhịn không được cảm khái, giót giờ thật là quá tuyệt vời, từ khi nàng đến nơi này, giót giờ thật giúp nàng rất nhiều. Làm sao bây giờ, Chu Tiểu Trân đánh chữ hỏi nàng, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì, Dư Tiếu nghĩ nghĩ, nói ra ngoài. Chu Tiểu Trân từ các y tá. Không đợi các nàng phản ứng, dư tiếu đã đẩy cửa ra. Người sở hữu, dư tiếu đi ra ngoài, cửa mở về sau thanh âm bên ngoài rõ ràng hơn. Tiếc là dư tiếu cái gì cũng không nghe thấy, nàng một tay cưa điện một tay phù lục, rón rén hướng phía góc giờ văn phòng phương hướng đi đến. Mới vừa đi không bao lâu, Chu Tiểu Trân từ phía sau một cái kéo lại nàng. Dư tiếu sáng tỏ, hướng về phía nàng gật gật đầu, sau đó ngồi xổm ở góc tường thăm dò hướng phía tiền phương nhìn lại. Chu Tiểu Trân mặc dù sợ hãi, nhưng cũng rất tò mò đến tột cùng xảy ra chuyện gì, thế là nàng ngay tại dư tiếu đầu phía trên thăm dò đi xem. Thế là cái kia góc tường, có rồng rã chính khỏa đầu từ thấp tới cao chỉnh chỉnh tề tề dò xét ra ngoài. Chỗ ngoặt một bên khác dốc giờ áo khoác trắng đã rách tung tóe, luôn luôn chảy chỉnh chỉnh tề tề tóc cũng tán loạn ra. Hắn tái nhật làn da theo tổn hại trong quần áo lộ ra, bên trong vết thương chồng chất, giống như là bị giả thú cắn qua một dạng. Ở trước mặt của hắn chính là viện trưởng, viện trưởng tình huống cũng không có tốt bao nhiêu. Áo khoác trắng đồng dạng rách tung tóe, một con tay áo trống rỗng, nhìn kỹ tay tại trên mặt đất nằm đâu. Chung quanh cửa, còn có vách tường bị đánh được rách tung tóe vô cùng thê thảm. Cảnh tượng này chân thực quá thảm liệt trung động, Chu Tiểu Trân thấy kinh hồn tán đảm, ngũ quan nhăn thành rồi một cụm. Ngay lúc này nàng nghe thấy dư tiếu dùng nàng kia thanh âm trầm ổn nói, có trông thấy được không giót giờ đến cỡ nào lưu ý ta, vì ta, hắn vậy mà cùng viện trưởng liều mạng. Chu Tiểu Trân Chu Tiểu Trân sợ ngây người, không hổ là ta tiếu tỷ, đều loại thời điểm này, thế mà còn muốn đàng hoàng hí giót giờ, thật sự là chúng ta mẫu mực a mấy cái kia các y tá đồng thời rụt rụt đầu, quá phận, làm sao có thể có loại sự tình này một bệnh nhân hung tàn như vậy thì thôi thế mà còn có bác sĩ chủ trị không muốn mạng giúp nàng, cái này còn có để hay không cho quỷ sống thời gian này không có cách nào qua lúc này chiến đấu đã tiến hành đến kịch liệt nhất thời điểm, viện trưởng cổ bổng. Nhiên duỗi dài, hung hăng cắn lấy giót giờ trên bờ vai. Giót giờ đau mặt đều bóp méo, không cam lòng yếu thế cắn viện trưởng đầu. Chắc chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng vang, viện trưởng sọ não bị giót giờ cắn xuống tới. Dư tiếu nhìn ở trong mắt, trong lòng tự nhủ viện trưởng chết chắc giót giờ như vậy thích ăn đầu óc chắc chắn sẽ không buông tha viện trưởng đầu óc đầu óc bị ăn khẳng định liền không sống được nhưng mà một giây sau nàng liền bị đánh mặt bởi vì theo góc độ của nàng vừa vặn có thể trông thấy viện trưởng trên đầu động đã mất đi một khối sọ não viện trưởng y nguyên hung mãnh hành vi không có nhận bất kỳ quấy nhiễu nào dư tiếu trông thấy cái kia não động tĩnh mịch bên trong cái gì cũng không có ngoạ tàu lại tính sai viện trưởng hắn không có đầu óc mắt thấy giấc giờ đã rơi vào hạ phong, dư tiếu vậy mới hoàn toàn rõ ràng giấc giờ nói tới những lời kia ý tứ. Viện trưởng không phải ai muốn gặp là có thể gặp, đó là bởi vì gặp được liền phải chết, cho nên khi như vậy không phải ai đều có thể gặp đáng ghét giấc giờ, một mực tại đào hố chờ lấy ta nhảy vào đi dư tiếu trừng giót giờ nhìn một cái. Trắc giấc giờ vặn lấy viện trưởng đầu, đem viện trưởng cổ vặn 180 độ. Hắn đang muốn đẩy mở viện trưởng, nếu như có thể mà nói hắn muốn tự tay đem viện trưởng đưa đến dư tiếu trước mặt để nàng biết cái gì gọi là tuyệt vọng vừa muốn đẩy ra viện trưởng hắn đã nhìn thấy một cái quen thuộc làm hắn khắc cốt ghi tâm người theo góc rẽ vọt ra cực nhanh vọt tới bên cạnh hắn xoay người hướng viện trưởng trên đầu trong động lấp chút gì sau đó lại thật nhanh chạy ra nhìn qua dư tiếu nhanh như chớp bóng lưng biến mất giót giờ mờ mịt nhìn thoáng qua viện trưởng não động sau đó hắn nhìn thấy tờ giấy màu vàng Dư tiếu một đường phi nước đại trở lại góc trẻ, đối chu tiểu trân nói, che tay, chu tiểu trân biết nghe lời phải che tay, một giây sau trời sập đất toát. ầm ầm một lôi tiếp lấy một lôi, toàn bộ thánh Elizabeth đều đang run rẩy một khắc này đối thánh Elizabeth nhân viên công tác tới nói phản phất thân ở địa ngục. To lớn liên tục không ngừng tiếng sấm, vô biên vô tận trong bóng tối, chói mắt lôi quang phản phất có thế đốt mù hai mắt tầng một triệu lam cũng cảm giác được rõ ràng cái kia động tĩnh nàng là được chứng kiến vận xét đánh túy phù uy lực tự nhiên biết đây là dư tiếu đồng thời sử dụng vài trương phù lục hiệu quả phía trên tình huống đã như thế nguy cấp sao triệu lam gấp đến độ nổi lên nhưng là một chút biện pháp cũng không có nàng hiện tại cũng không có cách nào rời đi tầng một tiếu tiếu tiểu trân tuyệt đối không nên có việc a à qua một lúc nhi hết thảy đều lâm vào yên lặng triệu lam rốt cuộc nghe không được bất kỳ thanh âm gì không cảm giác được bất luận cái gì động tĩnh. Kết thúc, nàng nghĩ thầm. Nàng không dám rời đi gian tạp vật, mà là dựa lưng vào cửa thật sâu thở hỗn hển một hồi, sau đó lấy điện thoại di động ra run rẩy cho dư tiếu gọi điện thoại. Thật xin lỗi, ngài gọi điện thoại máy đã đóng, nàng sửng sốt một chút, sắc mặt càng thêm tái nhợt, có điều còn không có tuyệt vọng, mà là một lần nữa bấm chu tiểu trân dãy số. Thật xin lỗi, ngài gọi điện thoại máy đã đóng ung thư đều không có đem triệu lam đánh, mà giờ khắc này nàng bỗng nhiên nước mắt rơi như mưa. Liền thừa nàng một người sao cũng chỉ có nàng một người còn sống không bụi mù tràn ngập hồi lâu cuối cùng tiêu tán, dư tiếu buông ra che miệng mũi tay. Đưa tay tại trên tóc vỗ vỗ, bị chấn xuống tới trao bụi rơi xuống tóc nàng bên trên, lại bị nàng vỗ xuống đến, không cẩn thận hút vào trong lỗ mũi. Cảm tạ vẫn xét đánh túy phù, thính lực của nàng thế mà bị chấn khôi phục. Hắc xì, dư tiếu đánh cái rất vang dội hắc xì, nàng cảm giác trên thân thật nặng, bởi vì chu tiểu trân cả người nằm sấp ở trên người nàng. Đẩy ra chu tiểu trân, dư tiếu hướng phía trước đó đại chiến địa phương đi đến. Hai bên vách tường cháy đen, giống như là bị dùng lửa đốt qua một lần giống như. Trên mặt đất cũng là mảng lớn mảng lớn cháy đen, tại cháy đen bên trong nằm hai cái có hình người. Dư tiếu đầu tiên đi xác nhận viện trưởng trạng thái, lúc này viện trưởng toàn bộ đầu cùng cổ đều không thấy thân thể y nguyên hoàn chỉnh dư tiếu thấy tán thưởng không thôi thực ngưu bức a nhiều như vậy vẫn xét đánh túy phù nhét não trong động thế mà chỉ nổ cái đầu viện này dài thân thể cũng quá tráng kiện được cái hắn nhìn đã rốt cuộc không bò dậy nổi thế là dư tiếu vừa nhìn về phía tiền phương nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích giót giờ lúc này giót giờ nằm rạp trên mặt đất áo khoác trắng rách tung tóe một mảnh đen kịt dư tiếu đi qua ngồi xổm ở bên cạnh hắn nghĩ nghĩ dùng ngón tay chọc chọc hắn ha còn sống không giấc giờ thân thể nhẹ nhàng run rẩy thoáng cái ừng ôi chao dư tiếu khen không hổ là bác sĩ chủ trị thật a à. Giấc giờ động tác chậm rãi chống đỡ cánh tay ngồi dậy mặc dù nét mặt của hắn y nguyên lãnh khóc lạnh nhạt cũng rốt cuộc không còn trước đó ưu nhã dư tiếu gặp hắn tóc cùng ổ gà giống nhau kính mắt nát một khối thủy tinh mặt còn có một cái lợi Vấn đường đen nhánh, phản phất vừa mới bị người chà đạp qua thật giống không phải phản phất dốc giờ dơ tay lên, dùng ngón giữa đẩy khung kính, sau đó hắn nhìn thấy tiền phương trên mặt đất không có đầu viện trưởng. Hắn gắt cao trừng mắt viện trưởng, phản phất muốn chầm chầm ra cái đến trong động. Lâu dài im lặng về sau hắn thu hồi ánh mắt, ngược lại trừng mắt dư tiếu. Hắn nhìn xem dư tiếu ánh mắt, không thể nói là tình ý miên miên, chỉ có thể nói là căm thù đến tận xương tủy. Ách, đối mặt hắn ánh mắt, Dư Tiếu không hiểu có chút chột dạ, kia cái gì, ta cũng là vì thay ngươi. Nếu như ta không động thủ mà nói, ngươi liền bị đánh chết. Rõ ràng không cần hô hấp giót giờ lại tại lúc này hít một hơi thật sâu, hắn bỗng nhiên cười lạnh nói, xem ra ngươi là dự định vĩnh viễn lưu tại nơi này theo giúp ta a, à, Dư Tiếu sững sờ, lập tức ánh mắt dao động nói, cái này sao có một số việc không phải muốn thế nào thì làm thế đó, chúng ta không phải người của một thế giới a. À giót giờ oán độc nhìn xem dư tiếu, thế nhưng là ngươi giết viện trưởng, không còn có người có thể tiến vào phòng làm việc của viện trưởng, ngươi đã không cách nào rời đi nơi này. Dư tiếu trợn tròn mắt, ý gì ngươi cũng vào không được, giót giờ mặt không chút thay đổi, chỉ có viện trưởng mới có thể mở ra phòng làm việc của viện trưởng cửa. A à này làm sao xử lý, Chu tiểu trân hoảng hốt hỏi dư tiếu, tiếu tỷ, chúng ta làm sao bây giờ chúng ta sẽ không thật muốn vĩnh viễn lưu tại cái địa phương quỷ quái này a à? dư tiếu cũng muốn biết đáp án a nàng mang theo một phần vạn hy vọng hỏi giót giờ viện trưởng chết rồi ngươi không thể làm viện trưởng sao giót giờ cười lạnh không thể ô xong rồi xong rồi chu tiểu trân khóc ô ô ô ta không trở về được nữa rồi cha mẹ ta sẽ không còn được gặp lại các ngươi ta rất nhớ các ngươi a à? dư tiếu nhìn xem giót giờ thật không có biện pháp khác sao, giấc giờ băng lãnh nhìn xem nàng. Ngươi lại trừng ta một cái thử một chút, dư tiếu nếm thử uy hiếp, dù sao ta ra không được nhất định phải chết, ngươi có tin ta hay không báo cáo ngươi, lúc này giấc giờ đã triệt để coi nhẹ, hắn run run rẩy rẩy đứng lên, dùng một loại phi thường muốn ăn đòn giọng nói, ngươi báo cáo ta, ta cũng không biết. Nói xong hắn xoay người, vốn định hồi phòng làm việc của mình, đã thấy cửa phòng làm việc đã không ở nó hẳn là ở vị trí, mà là chặn ngang tại trên bàn làm việc của hắn. Thánh Elizabeth cũng chỉ có một đời viện trưởng sao, giót giờ nghe thấy dư tiếu tại sau lưng nói chuyện, hắn xoay người, trông thấy dư tiếu ánh mắt rực rỡ nhìn xem hắn, vị này viện trưởng là thế nào nhậm chức, giót giờ không nói gì. Chu Tiểu Trân hai mắt đẫm lệ mông lung hỏi, cái gì ý gì A à, Tiếu tỷ chỉ có viện trưởng có thể mở rộng cửa. Dư Tiếu nói, vậy chỉ cần lại xuất hiện một cái viện trưởng, cửa không phải có thể mở ra, nói thì nói như thế, Chu Tiểu Trân chán nản nói, nhưng chúng ta đi nơi nào lại tìm một cái viện trưởng đây, để các nàng bên trong ai thăng chức làm viện trưởng. Dư Tiếu chỉ vào góc trẻ các y tá, hoặc là tuyển cử, tóm lại nhất định phải lại chỉnh ra một cái viện trưởng đến, Dư Tiếu phấn chấn, vuốt mặt, hai mắt sáng lên nhìn về phía giót giờ, người có thể hay không, giấc giờ khóe miệng giật một cái, ta là bác sĩ chủ trị, là không thể nào làm viện trưởng chúng ta tới đó tuyển cử đi. Dư Tiếu nói. Giấc giờ không thể không mở miệng nhắc nhở, Thánh Elizabeth chưa từng có loại quy củ này, chúng ta nên lựa chọn ai đây, Dư Tiếu như có điều suy nghĩ nhìn xem đám kia y tá. Giấc giờ, ngươi có nghe hay không đến ta nói chuyện, vạn nhất các nàng lên làm viện trưởng sau trái lại đối phó chúng ta làm sao bây giờ, Chu Tiểu Trân 10 điểm lo lắng. Có thể hay không chính chúng ta khi viện trưởng đây, giấc giờ, các ngươi đến cùng có nghe hay không gặp ta nói chuyện tai, Ngươi nói có lý A. À. Dư tiếu vỗ vỗ chu tiểu trân bả vai, có thể thử một chút. Như thường ngày bình thường, các bệnh nhân chết chìm chết nặng ngủ một giấc. Cùng thường ngày khác biệt chính là, cái này tỉnh lại sau giấc ngủ sau trong phòng bệnh có chút không giống nhau lắm. Vốn nên cùng bọn hắn cùng nhau tỉnh lại dư tiếu cùng chu tiểu trân ngồi ở trên giường, sau lưng các nàng đứng đấy bảy người y tá, còn có trên mặt đất bò một cái thật giống cũng là y tá, nhiều như vậy ánh mắt chính mắt long long nhìn chầm chầm bọn hắn. Xảo xảo cực sợ, nàng đi vào thánh Elizabeth hơn 40 năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Hôm nay không uống thuốc. Dư tiếu giơ tay lên bên trong cưa điện vung thoáng cái, đều đi bỏ phiếu. Các bệnh nhân ngốc trệ mà mờ mịt bị tiến đến phòng ăn, chỉ thấy phòng ăn loan lỗ trên tường dùng màu đỏ sậm phản phất là máu viết thành vài cái chữ to. Thánh Elizabeth viện trưởng tuyển cử đại hội. Tất cả bệnh nhân cùng y tá đều ngồi ở phía dưới, đờ đẫn ngửa đầu nhìn xem dư tiếu. Giót giờ đứng tại góc tường, lạnh lùng nhìn xem cái này phản phất đùa giỡn một màn. Dư tiếu hướng về phía Chu tiểu trân gật đầu một cái, Chu tiểu trân đi tới, bắt đầu từng bước từng bước phân phát giấy bút. Hiện tại phân phát cho các ngươi chính là phiếu bầu, nhất định phải ở phía trên viết lên ngươi trong suy nghĩ nhất hẳn là khi viện trưởng danh tự của người kia. Dư Tiếu nói liền kéo ra cưa điện. Nàng đem cái bàn đập đến phanh phanh rung động, mà người này chính là ta, biết truyền nhân nhanh viết, nói ngươi đâu, lề mà lề mề làm gì, lưu thúy ủy khuất nắm vuốt giấy bút, vào đầu bức tai nói, biết viết như thế nào, chật, dư tiếu ghét bỏ nói, tiểu trân nhanh đi dạy nàng. Rất nhanh tất cả mọi người phiếu bầu đều được thu đi lên, dư tiếu nhìn về phía nơi hẻo lánh giót giờ, người có muốn hay không đến giúp đỡ sướng phiếu, giót giờ lạnh lùng dời ánh mắt, viện trưởng chết rồi, hắn cảm thấy mình phần này bác sĩ chủ trị làm việc cũng làm được đầu đã như vậy hắn có hay không có thể không cần chuẩn thủ quy tắc có hay không có thể giết chết cái kia tên ghê tởm đây nghĩ tới đây hắn nhìn về phía dư tiếu cổ như vậy tỉ mỉ hẳn là nhẹ nhàng một chiếc liền đoạn mất a à, tiểu trân ngươi tới dư tiếu nói chu tiểu trân đi tới cầm lấy một chiếc phiếu bầu hắn giọng một cái khụ khụ phía dưới để ta tới xướng phiếu căn cứ công bằng công chính nguyên tắc thôi Chúng ta bắt đầu đi. Biết truyền nhân một chuyến, biết truyền nhân hai phiếu. Biết truyền nhân 20 phiếu, chúc mừng biết truyền nhân toàn phiếu đi qua, cảm ơn, cảm ơn mọi người. Dư tiếu hai tay đặt tại ngực, bắt đầu cúi đầu gửi tới lời cảm ơn, cảm tạ mọi người đối ta tín nhiệm cùng ủng hộ. Bên dưới y tá cùng các bệnh nhân vẽ mặt đau khổ vỗ tay, ồ, cái này gặp quỹ tín nhiệm cùng ủng hộ. Giấc giờ thờ ơ lạnh nhạt, nháo kịch cũng nên dừng ở đây rồi hắn hướng phía dư tiếu đi qua, đi đến dư tiếu sau lưng, hắn chậm rãi duỗi ra hai tay. bỗng nhiên hắn đã nhận ra cái gì. ngay tại lúc đó dư tiếu cũng đã nhận ra cái gì. chu tiểu trân nguyên bản đi theo vỗ tay, phòng lên phòng lên nàng liền không cười được. tiếu tỷ, phương pháp này tựa hồ không làm được a à, không. dư tiếu nhìn về phía nàng, ta có cảm giác đến. chu tiểu trân chu tiểu trân cảm giác được cái gì dư tiếu ta đã là viện trưởng chu tiểu trân tầng một gian tạp vật bên trong triệu lam khóc chờ đến ngày hôm sau lúc này nàng đã triệt để tuyệt vọng đại khái tiếu tiếu cùng tiểu trân đã chết đi như vậy nàng cũng không có gì phải sợ một người còn sống có ý gì mà lại nàng chẳng mấy chốc sẽ bị tìm được đi sau đó nàng sẽ tượng heo mập thầy thuốc đồng dạng thê thảm bị ăn sạch đẩy cửa ra triệu lam đi ra gian tạp vật hành lang trên mặt đất còn có heo mập thầy thuốc bị ăn còn lại tàn chi, Triệu Lam đã không cảm thấy sợ hãi, nàng lòng như tro tàn. Đi một mình tại trống rỗng trên hành lang, đi đến bệnh viện đại sảnh, ngẩng đầu nhìn viện trưởng cự phúc chân dung, nàng cừu hận trừng mắt liếc. Vì cái gì vì cái gì thế giới như thế không công bằng, tiếu tiếu cùng tiểu trân còn còn trẻ như vậy, các nàng vì cái gì tuổi quá trẻ liền phải chết không công bằng nàng nâng lên cánh tay, dùng tay áo hung hăng chà sát đem nước mắt, lại ngẩng đầu sau nàng sững sờ, nàng phát hiện cái kia to lớn ép trên màn hình chân dung đang biến hóa. Vốn là viện trưởng ăn mặc áo khoác trắng chân dung, theo một trận phản phất màn hình hư mất biến hóa về sau, người ở phía trên thay đổi. Tiếu tiếu triệu lam sợ ngây người, nàng dùng sức chớp chớp mắt, người ở phía trên đích thật là dư tiếu. Ép trên màn hình dư tiếu ăn mặc áo khoác trắng, trên mặt thân hòa mỉm cười, phản phất xuống đông thôn thị sát lãnh đạo nàng hơi hơi giang hai tay ra, bên cạnh là mấy cái huyết hồng chữ lớn. Thánh Elizabeth chào mừng ngài. Ngoạ tàu, triệu lam choán váng, đầu óc triệt để đứng máy. Lúc này tầng cao nhất dư tiếu cảm giác khiếp sợ đến toàn bộ thánh Elizabeth đều phản phất tại trong lòng bàn tay của nàng, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng có thể tùy ý đi nhận chức gì một tầng. Tiếu tỷ, ngươi không phải đang nói đùa chứ, Chu tiểu trân không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nàng. Ta là sẽ đùa kiểu này người sao, dư tiếu kích động nhìn về phía giấc giờ, mau nói cho ta biết, đây là sự thật, giấc giờ. Giấc giờ không muốn nói chuyện, vì sao lại có như thế không hợp thói thường sự tình, ha 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 ha, dư tiếu hai tay chống nạnh ngửa mặt lên trời cười dài. Ta khi viện trưởng rồi, quá tuyệt vời, chu tiểu trân vui đến phát khóc, chúng ta có thể trở về, đúng rồi. Dư tiếu nhớ tới Triệu Lam, chị Lam còn một người tại tầng một đâu triệu lam bị bộ kia họa chấn kinh đến thật lâu chưa tỉnh hồn lại bỗng nhiên nàng nghe thấy được tiếng bước chân từ phía sau truyền đến không chút hoang mang tiếng bước chân triệu lam bỗng nhiên quay đầu dư tiếu khi tiếu tiếu triệu lam nói năng lộn xộn ngươi không có việc gì làm sao ngươi tới tầng một cái này chân dung là chuyện thế nào ta thành viện trưởng dư tiếu mỉm cười nói ngươi không cần sợ hãi ngươi có thể rời đi nơi này thật sao triệu lam như rơi trong mộng ngươi thật thành viện trưởng, đương nhiên. Dư tiếu chỉ vào ép màn hình, bằng không thì ta tại sao lại xuất hiện ở phía trên, cô Triệu Lam bỗng nhiên sụp đổ, khóc lớn lên, một cái giảng dư tiếu kéo. Sao thế rồi, dư tiếu tay không đủ xử trí, hảo hảo khóc cái gì, tiếu tiếu ngươi quá đáng thương. Triệu Lam rơi lệ chạy không ngừng, ngươi đối ta quá tốt rồi, chết cũng còn nhớ kỹ giúp ta. Ô ô ô, tiểu trân đâu, nàng cũng đã chết sao. Dư tiếu cảm giác có chút mộng, ai nói ta chết đi ca, triệu lam hai mắt đẫm lệ, ngươi không phải chết biến thành quỷ, sau đó mới làm viện trưởng sao, chị lam ngươi tưởng tượng lực thật là phong phú. Hơn nữa ngày triệu lam mới tiếp thu dư tiếu không chết sự thật này. Ngoạ tào. Nghe dư tiếu thao tác về sau, triệu lam thật lâu chưa tỉnh hồn lại, còn có thể dạng này ta cũng là ôm thái độ muốn thử một chút, dư tiếu nắm lấy chốt cửa lắc một cái, phòng làm việc của viện trưởng cửa được mở ra bên trong bày biển rất đơn giản, cùng giót giờ văn phòng không có quá lớn khác nhau. Trên bàn công tác bày đầy tài liệu, bên cạnh bàn có cái thùng rác, bên trong ném đầy tài liệu. Dư tiếu đi qua, trên bàn phát hiện ba tấm xuất viện báo cáo, phía trên phân biệt in các nàng ba cái ảnh chụp. Triệu Lam chỉ vào góc bàn chỗ nói, đây chính là viện trưởng con dấu đi. Ừm. Dư tiếu cầm qua con dấu tại ba tấm xuất viện trên báo cáo đóng thoáng cái, sau đó cười nói về nhà nha triệu lam cũng cười cái kia phòng bệnh cũng không thể xưng là nhà a nói xong tầm mắt của các nàng bắt đầu lộn xộn ngắn ngủi hắc ám chi hậu ba người về tới quen thuộc phòng bệnh trong phòng bệnh vẫn là ban ngày màn cửa là kéo ra bên ngoài vẫn là sơn thanh thủy tú chim hót hoa nở dáng vẻ chị lam chu tiểu trân thả người bổ nhào về phía trước nhào tới triệu lam trong ngực người ta hảo lo lắng ngươi triệu lam sờ lấy chu tiểu trân đầu trọc ta cũng rất lo lắng các ngươi ngươi biết không, tiếu tỷ khi viện trưởng Chu Tiểu Trân nói đi xem dư tiếu. Lúc này dư tiếu chính cao mày soát điện thoại, mau nhìn tin nhắn, các ngươi điểm tích lũy tới sổ sao mới vừa trở lại phòng bệnh dư tiếu liền phát hiện trên điện thoại di động có bốn đầu chưa xem xét tin nhắn. Chúc mừng ngài thành công hoàn thành một cái đợt trị liệu trị liệu, ngài đã trở thành bệnh viện số 6 người chung phòng bệnh giao lưu diễn đàn cấp 2 hội viên. Bởi vì ngài tại quá trình trị liệu mà biểu hiện ưu dị, thu hoạch được cơ sở điểm tích lũy 3 phân, ban thưởng điểm tích lũy 3 phân. Chúc mừng ngài thu hoạch được Thánh Elizabeth Dư Viện trưởng cái này một xưng hào, ban thưởng điểm tích lũy 4 phần. Chúc mừng ngài thu hoạch được cưa điện cùng ma cái này một xưng hào, ban thưởng điểm tích lũy 4 phần. Ngài trước mắt điểm tích lũy làm 21 phân. Chúc mừng ngài Vinh đăng bản điểm số đứng đầu bảng, ban thưởng công năng thẻ 2 tấm, thỉnh tiến về diễn đàn nhận lấy. Dư Tiếu nhìn xem tin nhắn, tâm tình phức tạp khó mà bình phục, cái gì gọi là cưa điện cùng ma, ngoại tàu, chu tiểu trân kinh hô, ta bản điểm số đệ nhị lại phần thưởng ta một chiếc công năng thẻ. Triệu Lam cũng mặc lộ vẻ vẻ mừng rỡ, cái kia ta cũng có công có thế thẻ, ta hiện tại bản điểm số thứ ba. Chúc mừng A. À. Dư Tiếu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đúng rồi, các ngươi điểm tích lũy lập tức tăng lên nhiều như vậy, có phải hay không có xưng hào ách, Triệu Lam cùng Chu Tiểu Trân đồng thời lúng túng. Thế nào, dư tiếu hiếu kỳ hỏi, các ngươi xưng hào là cái gì nói với các ngươi, ta có mới xưng hào, mới xưng hào thật là, ta đều không có ý tứ nói. Có đúng không, nghe nàng nói như vậy triệu lam tâm tình thân thiết thụ điểm, nàng nói, của ta xưng hào là trợ trụ vi ngược. Dư tiếu. Ôi, chu tiểu trân dơ điện thoại lên, của ta xưng hào là làm hổ làm trành. Đều không phải là cái gì tốt từ nhi triệu lam hỏi dư tiếu, cho nên danh hiệu của ngươi là, ừ, dư tiếu, trước một cái xưng hào không có gì, cái thứ hai xưng hào là cưa điện cùng ma. Chu Tiểu Trân từ đáy lòng tán thưởng, thật thích hợp ngươi nha tiếu tỷ. Dư tiếu. Chúng ta vẫn là đến xem công năng thẻ A, bởi vì lần trước không có thể thu được được công năng thẻ, cho nên Triệu Lam quan tâm nhất chính là công năng thẻ. Nàng đầu tiên nói, công năng của ta thẻ là thể năng thẻ. Chu Tiểu Trân nhìn một hồi, ngẩng đầu lên nói, của ta là thẻ thăng cấp. Dư tiếu điểm tiến diễn đàn hậu trường nhìn một chút, ta còn là một chiếc khí vận thể cùng một chiếc thể năng thẻ. Nói xong nàng thở dài, đạo cụ thể quả nhiên không phải dễ dàng đạt được như vậy. Đúng vậy a. À. Chu tiểu trân vuốt ve mặt trượt, ta đột nhiên cảm giác được vận khí ta còn rất không sai. Có thế có công có thế thể liền đã rất tốt. Triệu Lam phấn chấn vỗ vỗ bả vai của hai người, phải biết đây chính là bản điểm số 10 vị trí đầu mới có ban thưởng nha nói cũng đúng đây, Chu Tiểu Trân lập tức liền bắt đầu vui vẻ. Triệu Lam nói, ta lần trước đã dùng qua thể năng thẻ, lần này Tiểu Trân ngươi phải dùng sao, chỉ sợ không thể. Chu Tiểu Trân nói, ta lúc đầu muốn dùng thẻ thăng cấp cùng ngươi trao đổi, nhưng là ta phát hiện cái này thẻ thăng cấp chỉ có thể cho đạo cụ thăng cấp, mà ba người chúng ta bên trong chỉ có ta có đạo cụ. Chị Lam chính ngươi dùng đi. Dư Tiếu thay thế các nàng làm ra quyết định, Tiểu Trân có mặt trượt, năng lực tự vệ so với ngươi còn mạnh hơn, chúng ta bây giờ chỉ có thể coi là manh mới, vẫn chưa tới lẫn nhau khiêm nhượng thời điểm. Triệu Lam nghĩ cũng phải, khí lực nàng càng lớn chút đối đoàn đội trợ giúp cũng sẽ càng lớn, liền chính mình lật ra thể năng thẻ. Ngài thể năng thêm 30, chúc mừng ngài thu hoạch được thành tựu lực to như bò. Triệu Lam mừng rỡ không thôi, ta có thành tựu ta có thành tựu, nói nàng hơi hơi trầm xuống, tay trái ôm lấy dư tiếu, tay phải ôm lấy Chu Tiểu Trân. Nhẹ nhàng vừa nhất liền đem hai người vác lên vai, sau đó nàng bắt đầu ở trong phòng bệnh vung ra chân phi nước đại. A à a à, Chu Tiểu Trân sắp điên rồi, thả ta xuống ta muốn ói, thật có lỗi thật có lỗi. Triệu Lam đem hai cái buông xuống, ngượng ngùng xoa tay, ta quá kích động. Ta quẹ hiểu ngươi. Dư tiếu hư nhược lệch qua trên giường, ôm rất tốt, lần sau đừng ôm chu tiểu trân bình phục hô hấp liền không kịp chờ đợi mở thẻ thăng cấp ngoạ tàu chu tiểu trân đứng lên ngoạ tàu nhanh đừng ngoạ tàu triệu lam hỏi thế nào chu tiểu trân hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của ta mạc trượt thăng cấp ta có thể liên tục hai lần sử dụng mạc trượt lần này ngay cả dư tiếu cùng triệu lam cũng không nhịn được ngoạ tàu dư tiếu đè nén xuống hưng phấn bắt đầu lật bài thể năng thẻ phải chăng sử dụng ngài thể năng gia tăng 30 sau đó liền không có sau đó dư tiếu che mặt, trước đó còn nói chị Lam cơ sở thể năng quá kém, xem ra nàng cũng tốt không có bao nhiêu. Khí vận thẻ, phải chăng sử dụng là ngài khí vận thêm 30, chúc mừng ngài thu hoạch được thành tựu vận vượng lúc thịnh. Tiếu tỷ vận khí càng ngày càng tốt. Chu Tiểu Trân thấy kích động không thôi, ta về sau nhất định phải ôm chặt lấy tiếu tỷ bắp đùi, không nói những cái khác, đi theo tiếu tỷ liên thông quan sát suất thành công đều tăng lên. Đúng vậy a. À. Triệu Lam suy tư một chút, nói ta đề nghị về sau vô luận chúng ta ai lấy được khí vận thể đều cho tiếu tiếu dùng, dù sao ba người chúng ta là cùng nhau, tiếu tiếu vận khí càng tốt, đối với chúng ta trợ giúp lại càng lớn. Chu Tiểu Trân nhấc tay, ta đồng ý, dư tiếu còn quái ngượng ngùng, vội vàng nói sang chuyện khác, trở về, chúng ta tranh thủ thời gian ăn một bữa tốt đi. Mấy ngày nay tại thánh Elizabeth chỉ có thể ăn bánh mì hoa quả, ta hảo thèm nóng hổi đồ ăn. Ngay tại ba người hạnh phúc lúc ăn cơm, bệnh viện số 6 những bệnh nhân khác đều phát hiện bản điểm số biến hóa. Nhất thời vô số trong phòng bệnh đều phát ra khiếp sợ thanh âm. Ngoà tàu, bản điểm số thay đổi có người xin đợt trị liệu, mà còn thành công trở về để cho ta nhìn xem biết truyền nhân vẫn là đệ nhất người anh em này cũng quá ngưu bức a, à, làm sao ngươi biết là anh em vạn nhất là tỷ muội đâu. Hại, ngươi nói hô nói vượng cái gì nào có nữ hài tử sẽ cho chính mình lấy khó nghe như vậy biệt danh thành công của các nàng cho bệnh viện số 6 những bệnh nhân khác hy vọng, có người xin đợt trị liệu sau còn sống trở về. Có phải hay không thuyết minh cái này không hề giống bọn hắn tưởng tượng đáng sợ như vậy đây nhìn qua cổ tay từng phút từng giây giảm bớt thời gian, đã có cơ hội sống sót vì cái gì không đụng một cái đây bọn hắn không hẹn mà cùng mở ra bệnh viện số 6 diễn đàn. Hậu trường, cuối cùng điểm xuống cái nút